À, ủa em mới mua được hả? Màu xanh à? Nhìn đây mày. Ừ. Cái gì mày hả? Mày mày cứ cái mà mày ngồi mà là phân thủy đó. Ủa em có mày ngói à? Một ngói là một ngói ngói cũng ngói thì không sao ngói thì cũng một mặt mà không tiền quá nhá. Hello hello mấy chị nha, chị nào vô rồi chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Hello Nguyễn Thảo nha. Thì cái xét thì mặc đẹp lắm đi ơi, cái áo này đẹp kìa. Hình như nó hot cũng đúng này. Thảo có đây chưa? Mới rất lâu rồi, cứ cứ làm nè. Tê kế kim tiền. Hello mấy chị nha, nhỏ đem mấy cái hàng của khách bọn em máy mấy cái đơn. À đúng rồi, mấy cái hàng lẻ của em trước anh cọc rồi trước tiền cây cho mấy cục đó thôi. Mấy chị ở bữa nay em nó bị chặn lại cái không mình rồi đúng không? Không thấy không mình của ai đúng không? Tự nhiên bữa nay làm tới cái thứ bảy chủ nhật cái nó nhát sao thứ bảy cái đó kỳ. Phải biết giống như là hello mấy chị nha, hello chị Hương Nguyễn này, bữa nay không có đọc được comment mấy chị ơi. À, em mới nhận hàng rồi sếp mặt cười cưng xỉu chị ơi. Em cảm ơn chị Phạm Phạm Nguyễn Nhân Thanh nha. À, chị có chỗ nào chưa hôm qua mà thấy chị chỗ chị ở chỗ nào lên em lên chưa hôm qua mà thấy đóng cửa. Ừ. Ý là mấy chị kêu cửa nha, tại vì là bữa nhà em nói chung là lúc nào nhà em cũng đóng cổng hết cả nhà, nên là mấy chị vô thì mấy chị kêu nha, mấy chị chịu nha, kêu nha. Đó thấy chưa, mấy bữa nay bà nối vô phòng kêu không nghe không sủa gì chưa, con mì nó ưng lắm. Ngủ trường trước rồi. Mấy chị ơi, mấy chị đi cái giờ mà cỡ buổi chiều cả nhà, hoặc là buổi sáng cũng được, buổi sáng mà tầm khoảng 9-10 giờ cả nhà, hoặc là buổi chiều cũng được, chiều mà cỡ 5 giờ, 5 rưỡi mấy chị đi làm về á, là lúc nào nhà em cũng có nhà, tại vì trưa thường thường nhà em đóng cửa nghỉ trưa cả nhà. Nhưng mấy chịu nha, tầm khoảng 12 rưỡi là nhà em đóng cổng, nha mấy chịu nha, nhà em nghỉ trưa. Đây là mấy chị đi tầm giờ chiều cũng được, 5 rưỡi cũng được, hay là 6 giờ cũng được, 6 rưỡi cũng được ha. Giờ đó lúc nào có người ở nhà hết. Rồi tương tác lên đi cả nhà ơi. Rồi, à, con bạn, ok, rồi lên nhanh nha mấy chịu nha, tương tác đi cả nhà. Thì ai kêu gì kìa. Rồi tương tác lên nha mấy chịu nha. Em sẽ lên mã hàng này trước em mới chịu nha. Em lên mấy cái mã lẻ của khách mà không đủ đơn hoặc là khách không nghe máy nè, nha mới chịu nha, lên tặng trước ha. Rồi chấm bài tương tác dùng cho Hải với. Cái này rồi tương tác lên đi cả nhà, chấm bài dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha, chấm bài tương tác lên đi cả nhà ơi, tương tác lên chia sẻ like lên nha mấy chị yêu nha, bắt đầu lên nha, nhiều lắm hết cả nhà. Chưa vào đâu mấy chị cố gắng chia sẻ like lên chứ em mấy chị nhỏ. Em bên trước chị để cái máy này mặc thì để đâu rồi bé, cái máy này nè, dễ thương chưa, cái máy này siêu siêu cưng luôn á cả nhà. À, váy này là của nhà hốt, bữa trước Hải cũng để một con này mặc đó cả nhà ơi, hãy để dành là chủ nhật nãy đi đám cưới Hải mặc đó. Váy này đẹp kìa, váy này xinh thật sự luôn á cả nhà ơi. Tương tác lên đi để sẽ Hải tặng nha mấy chị nha. Rồi chia sẻ like lên đi mấy chị ơi, tương tác lên. Tương tác lên đi cả nhà ơi, hôm nay nhiều hàng lắm luôn á, nên là mấy chị cố gắng chia sẻ like cho Hải nha. Quần nè, đó, toàn những hàng đẹp không mà mấy bà ổn, mấy bà không nghe máy gì hết trơn, buồn nè. Có cả áo phông nữa. Nè, có cả siêu phẩm nè, xé váy này nè. Cái này có cái nịch hôm trước còn sót ở đâu vậy nè. Cái đáy, tới đáy rồi cho nó
đẹp chưa mấy chị? Trời ơi cái váy này chị nào mà được tặng là nhức mắt nha. Nguyên xếp luôn tặng cho mấy chị cái này. Rồi tương tác lên đi cả nhà, bắt đầu lên nha mấy chị được nha. Hãy có một con áo phông nè, hai con áo phông, ba con áo phông. Chị Thu Hoài ơi, đơn hàng của mình trước giờ em gửi về thì chị đủ luôn á chị ơi. 6 con, 7 con, 8 con. Rồi chuẩn bị lên nha mấy chị nha. Rồi chấm bài tương tác đi cả nhà ơi, chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Rồi tương tác thằng ghê. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Rồi chốt nhanh dùm cho em nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã tặng đi cả nhà nha. Em có tổng cộng là 8 con áo phông nha mấy chị nha. Em dành cho 8 chị ha. Rồi chị nào vô rồi chia sẻ like cho Hải đi cả nhà. Ôi lên nhanh nha mấy chị nha. Tương tác dùm cho Hải với. 2. Rồi lên liền cho em mã này là mã phông dùm cho em. Em tặng mấy chị 39 nha. Rồi lên liền cho em mã áo phông dùng cho em 39.000 dùng cho em lên lệ nha mấy chị nha. Thầy có tổng cộng bao nhiêu đâu là được 8 con ấy. Em chốt cho 8 chị nha mấy chị nha. Phông này là hàng Hải Lai trên giá là 109.000. Cái này những đơn của khách gọi ngay máy nhỉ, em cột lại một cục phông này nha. Rồi lên liền cho em mã. Nhờ chia sẻ like lên chứ em đã lên mã bây giờ. Ánh mai chia sẻ like lên chứ em nhờ. Mã phông 39.000 không bóc mẫu dùng cho em nha mấy chị nha. Nè vô nhanh đi cả nhà ơi, chứ không xíu bạn em ôm hết phông đó mấy bà nữa là cái bà chốt đi. Thật sự phông này rất là đẹp luôn á. Tòa lên nhanh tương tác dùng cho em nè mấy chị. Tòa lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã phong 39.000 dùng cho em. Chút liền cho em mã phong 39.000 không bốn màu nữa chứ. Tòa lên liền cho em mã phong 39.000. Chia sẻ like lên đi cả nhà ơi. Dung Nhi Bình Minh chia sẻ like lên chứ em đã lên mã bây giờ. Đảm bảo mấy chị luôn xem like của em nha mấy chị nha. Lúc nào cũng được săn hàng rẻ nha mấy chị nha. Bao giá thị trường luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em phong 39.000 chút lại nha mấy chị nha. Em chỉ có được có 8 con thôi. Chia sẻ like lên đi cả nhà. Nhà em chết nó được chia sẻ like nha. Chị nào có chia sẻ like thì hãy tặng nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã phong dùng cho em 39.000. Tất cả đều là hàng phong Mỹ nha mấy chị nha. Đây hàng tem xanh này mấy chị cũng biết rồi đúng không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em phong dùng cho em 39.000 dùng cho em. Lên phong đi cả nhà. Chút liền cho em mã phong 39.000. Phong 39.000 cố gắng chia sẻ like tương tác với em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã phong dùng không 39.000 bao tiền chứ Trần Phương Liên để chia sẻ like cho em nè. Không bóc mèo nha, chị nào bóc mèo bỏ qua luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em phong 39.000 dùng cho em. Dung Nhi chia sẻ like giúp em đã lên mã nữa chị ơi. Rồi lên liền cho em mã phong dùng cho em 39.000. Phong 39.000 chia sẻ like cho em đi cả nhà. Một lần về trang cá nhân, ba lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin lúc thả tim thả like ha. Tương tác lên đi cả nhà. Chốt liền cho em mã phong 39.000. Rồi lên tiếp nha. Phong 39.000 chốt cho chị Ngọc Như đã chia sẻ like cho em rồi nè. Rồi em có một con yếm. Phong 39.000 giúp em chưa. Rồi em có một con yếm quần nè, tặng luôn cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mà yếm dùng cho em, tặng mấy chị con này 59.000. Rồi lên liền cho em mà yếm 59.000. Mấy chị ơi chia sẻ like lên đi cả nhà ơi. Không bỏ ra luôn đi. 39.000 chứ Thư đã chia sẻ like cho em nè. Rồi lên liền cho em mà dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mà yếm dùng cho em này cả nhà. 59.000 tặng cho em về cái yếm, cái áo luôn. Lên liền cho em mà yếm 59.000 dùng cho em. Yếm 59.000 lên giúp em nữa chị ơi. Rồi lên liền cho em mà yếm dùng cho em 59.000. Rồi quần này em có duy nhất một con này cả nhà. Rồi lên liền cho em mã quần dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã quần ống sung nha. Tặng luôn mấy chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mã quần 39.000. Ủa sao không thấy tung tái chị chưa không cả nhà ơi. Tung tái lên đi cả nhà. Cái yếm lúc tranh nhau hàng 89.000 không có để bán nữa bà. Bây giờ bán tặng 59.000 đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Khổ đời á. Rồi lên liền cho em mã quần dùng cho em 39.000 dùng cho em. Quần 39.000 lên giúp em chưa. Quần 39.000 cho Phạm Nguyễn Nhân Thanh. Ê mấy chị. Ủa chưa à. Em like lúc 11:30 nha cả nhà nha. Khách tranh nhau cũng có luôn, chốt đúng hai bà lẻ không có đơn này. Tại vì nó khách chốt quá trời luôn cả nhà. Cái bộ đồ mà này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Quần hãy mặc có S thôi chị
chị Thủy. Rồi lên liền cho em mã buồn dùm cho em 69.000 này. Quần dài nha mấy chị nha. Cái này là đồ ngủ quá cả nhà. Bữa hôm trước là em có bán cho mấy chị mấy cái bộ đùi cũng có, váy cũng được. Nhưng mà cái này là dài nè mấy chị nè. Kèm cho mình áo yếm này, còn con này là áo dây nha. 69.000 chị lấy hoa ghi hoa và lấy beo ghi beo. Rồi lên liền cho em mã hoa và mã beo dùm cho em 69.000. Hoa và beo nha cả nhà nha, 69.000 dùm cho em. Bộ hoa và bộ beo 69.000 ạ. Bộ hoa và bộ beo dùm cho em 69.000. Bộ beo cho chân chân. Rồi lên liền cho em mã lụa dùm cho em này, tặng mấy chị con này 79.000 này. Lên liền cho em mã bộ lụa xanh 79.000. Lên liền cho em mã lụa xanh dùm cho em 79.000 đi cả nhà. Lụa xanh nha cả nhà nha, 79.000. Cái bộ đó dễ thương lắm á cả nhà. Ủa sao chính là trà mây gì, trà mây anh bớt lại cái địa chỉ giúp em luôn đi chị ơi. Rồi em có một con quần này size M này, tặng mấy chị 89.000. Lên liền cho em mã quần đen size M 89.000. Lên liền cho em mã quần đen đi cả nhà. Quần đen size M nha, 89.000, hãy có một con thôi. Cái quần này bán siêu nhiều luôn á cả nhà. Có một buổi chiều không mà hãy bán được cái quần này không cả nhà ơi, với lại vé thôi mà đã là 200 đơn rồi đó cả nhà. Cái quần này nó rất là đẹp luôn á, siêu đẹp nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt tiền cho em mã quần đen dùm cho em. Quần đen 89.000, size 60kg đổ lại men. Quần đen lên giúp em 89.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã váy dùm cho em 139.000 nè. Rồi lên liền cho em mã váy trắng 139. Chốt liền cho em mã váy trắng dùm cho em 139.000 dùm cho em. Quần hãy mặc là size S tầm mấy chị 50kg nha, tại vì cái này hãy mang rộng nè. Hãy mang rộng nha, hãy phải mang nịch đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, xem like chấm bài dùm cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã váy trắng dùm cho em 139.000. Con này có một con thôi nha mấy chị nha. Con này của khách gỗ nghe. Như tỷ á trên cái mới mã kèm số rồi giúp em đi chị ơi. Mã váy trắng. Váy trắng 139 luôn giúp em ạ. Rồi cái này lên liền cho em một con đầm kem hàng tao bao dùm cho em nè, đợi em một chút nha mấy chị nha, để em lên nốt cái mấy cái mã tặng này đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Mua bộ lụa 79.000 mặc giống như nhà giàu luôn kha kha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã váy kem dùng cho em này. Tặng mấy chị con này 129.000. Váy trắng 139 cái gì thì ở trên. Rồi lên liền cho em mã váy kem dùng cho em đi cả nhà ơi, 129.000. Lên liền cho em mã váy kem 129 có một con. Váy kem nha mấy chị nha, 129.000. Rồi cái này em có set linen nè cả nhà. Set linen nha, em lai nốt luôn cho hết cái cục hàng là em này cả nhà ơi. Cái hàng mà của khách gỗ nghe máy á, hàng em bán xả đó cả nhà, cái này em bán giá tặng đầu lai á. Rồi lên liền cho em mã set linen đen dùng cho em nè, cổ yếm dùng cho em ha, kèm trong mình quần nè mấy chị, tặng luôn mấy chị set này 139.000. Rồi lên liền cho em mã set kem dùng cho em 139. Lên liền cho em mã set kem dùng cho em nha, 139.000, phải có một set thôi. Cái set này là nhà hờ hờ dùng cho em size M này, một set duy nhất nha mấy chị nha, một set thôi mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set kem dùng cho em. Trời ơi tương tác như thế này sao like được lên hàng nhiều mấy bạn ơi. Đó, dục hàng ở ngoài hãy ngồi, em có hàng mặt không? Áo hãy mặc còn không? Áo hãy mặc còn, áo hãy mặc bao nhiêu bên đường? Áo hãy mặc 89.000 à. Áo hãy mặc 89.000 mà có 3 con đó mấy chị nãy. Em mặc rồi, em thấy còn hết còn không dám mặc còn cả nhà. 1, 2, 3. Áo hãy mặc 89.000, hãy lấy một con mặc luôn á. Thật sự luôn, không nghĩ. Hình gì nó hốt thật sự luôn, cả nhà mặc lên nó đẹp thật sự luôn. Có cái gì cũng đẹp đó, 89.000 thôi, thị trường mấy chị mua như 150.000 á. 150 nha. Rồi chị lấy chốt áo hải mặc 89.000. Rồi lên liền cho em mặc áo hải mặc dùm cho em 89.000 nha mấy chị nha. Đây muốn tấn ra hàng mới cả nhà ơi, mà tương tác kém quá. Đó là chị Kim Cương Tố. Rồi lên liền cho em mặc áo dùm cho em. Lên liền cho em mặc áo hải mặc. Đó là chị Hiền Yuki. Trời ơi, cả nhà ơi. Chị nào xem like size M này 139.000, lên liền cho em mã váy xanh 139 size M. Một con duy nhất nha cả nhà nha, về 60-70 con ấy. Nhưng mấy chị nha, một con cuối cùng trong hầm lẻ 139.000. Rồi lên liền cho em mã váy xanh size M dùng cho em 139.000, siêu phẩm đó mấy chị. Giờ mấy chị có hỏi cũng không còn đó cả nhà ơi, một con duy nhất à. Lên liền cho em mã váy xanh size M 139.000. Váy xanh lên giúp em 139 nha. Lên liền cho em mã váy xanh size M dùng cho em 139.000. Rồi lên liền xanh 139 Nguyễn Ngọc Nam Phương. Rồi cái này lên liền cho em mã chân quái đi, em tặng mấy chị con này 69.000 size S. Lên liền cho em mã chân quái 69.000 size S dùng cho em. Chốt liền cho em mã chân quái nha, 69.000 size S dùng cho em. Mấy chị ơi xem like chấm bài tương tái chạy quá nha.
bán cho mấy em 69 ngàn hồ cẩm tú. Rồi lên liền cho em mã cho mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã caro này em tặng mấy chị 89 ngàn. Lên liền cho em mã đầm caro 89 ngàn. Đầm caro này chị nào lấy đi nha mấy chị nha. Hãy về tổng cộng là 5 màu nha mấy chị nha. 5 màu và màu nào cũng có số lượng hết trơn á cả nhà ơi. Duy nhất còn được có vài con này thôi. Màu này đẹp nhất nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn á. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã váy caro 89 ngàn. Lên liền cho em mã caro 89 ngàn. Có 3 con thôi. Caro dùng cho em 89 ngàn dùng cho ai. Váy caro lấy cho em 89 ngàn ạ. Lên liền cho em mã váy caro dùng cho em 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã đầm sơ mi đen dùng cho em 89 ngàn luôn nè. Lên liền cho em mã sơ mi đen phôm cho mấy chị 60kg đổ lạnh này ok. Caro Nguyễn Ngọc Nam Phương. Caro Suri Bảo Anh. Rồi chị nào được cái con này chúc mừng nha. 89 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng cho em 89 ngàn. Đầm sơ mi của nó là gài nút từ trên dưới cho Hải luôn. Hàng không đẹp không lấy tiền mấy chị nha. 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy đen 89 ngàn dùng cho em. Caro Thí Hồ. Rồi lên liền cho em mã váy đen 89 ngàn. Lấy xe mi đen lên cho em 89 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã xếp hoa dùm cho em. Lan Hương 2 con. Rồi lên liền cho em mã xếp hoa dùm cho em 139 ngàn dùm cho em. Hàng của nhà Minh dùm cho em. Minh nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã xếp hoa dùm cho em 139 ngàn. Hàng nhà Minh dùm cho em. Minh nha. Rồi lên liền cho em mã xếp hoa dùm cho em. Caro em hết rồi cả nhà ơi. Xếp mi đen cho Nguyễn Hồng Nam Phương. Rồi lên liền cho em mã xếp hoa nhà Minh dùng cho em. Có tân đơi cho mình luôn. Size này mấy chị nào mặc 58 cái đổ lạnh miệng ok 139 ngàn. Xếp lên cho em xếp hoa 139 ạ. Với caro 89 em hết chị Thí Hồ có rồi chị nhỏ. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng dùng cho em nè. Hồng 109 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xếp hồng 109 ngàn dùng cho em. Hôm qua tự nhiên hết rồi. Mấy chị ơi chút cũng có hàng nè, bây giờ nó còn trong một lẻ này hai con nè, size M dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp hồng 109 ngàn hàng nhà Bôn. Chị nào bán số thì lấy cái hàng này nha mấy chị yêu nha. Mấy bạn nào bán số bạn không bao giờ nhập được cái giá này chứ. Em nói thật sự. Nếu vừa xem vừa chấm tương tác lên cho em mấy chị ạ. Hồng nơ dùng cho em nè, 109 ngàn có 2 set thôi. Lên liền cho em mã xếp hồng nơ dùng cho em. Xếp hồng 109 cho Lê Phương Thảo. Rồi lên tiếp cho mấy chị yêu nha, siêu phẩm dùng cho em nè. Xếp hồng 109 cho Lê Phương. Rồi cái này lên liền cho em mã 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy xanh 89 ngàn size M hàng NGN dùng cho em. Nha mấy chị yêu nha, em sale cho mấy chị cũng là hàng loại 1 luôn. Nhưng mà những cái hàng này nè mấy chị, lúc mà em về trong lô á là nó lẻ nha mấy chị yêu nha. Ví dụ như nó lẻ một cái hai cái em chưa kịp like à. Nha mấy chị yêu nha, tại vì em lên hàng nhiều trước có cả nhà. Hàng ít em xanh này hàng nha, lên liền cho em mã xanh dùng cho em 89 ngàn. Có 3 con rồi nè mấy chị. Xanh Đường Lan Hương 2 con. Xanh nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã xanh. Rồi xanh hết cho mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã váy đen hàng bô này. Những cái mẫu này chưa có lên đâu nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùm cho em nè. Lên liền cho em mã váy đen 89 ngàn. Size cho mấy chị 52 cái đổ lạnh men ok. Phía sau của nó là đan dây nha. Hàng của nhà Hờ Hờ dùm cho em. Con váy đen này đẹp lắm luôn mấy chị. Tay của nó là tay bồng mấy chị nhìn cái chất vải nè. Nha. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùm cho em. Váy đen nha cả nhà nha. Có duy nhất được một con không? Lên liền cho em mã váy đen xanh lá hải hết rồi cả nhà ơi. Váy đen lên cho em 89 ngàn cho Đoàn Lan Hương. Cố gắng chia sẻ like thương tán lên cho em mấy chị ơi. Chị nào được cái con này em xin chúc mừng nha mấy chị nha. Bạn nào 50kg lấy con này về mặc đi đám cưới đi. Mấy chị mua 500 mấy ngàn nha. Em like mấy chị con này 119 ngàn. Lên liền cho em mã siêu phẩm dùng cho em 119 ngàn. Chốt con này nha mấy chị nha. Con này đẹp lắm mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em siêu phẩm đi cả nhà. Siêu phẩm lên cho em 119 ạ. Siêu phẩm dùng cho em 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng size M dùng cho em nè. Đầm hồng size M 109 ngàn. Lên liền cho em mã đầm hồng size M dùng cho em nè. Siêu phẩm 119 cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng size M dùng cho em 109 ngàn. Chốt dùng cho em mã đầm hồng size M cho chị cái set đó đi nha. Lên liền cho em mã đầm hồng size M đi cả nhà. Không 109 đằng Lan Hương. Rồi em lên cho mấy chị hai này ha. Hai màu, em có vàng và em có hồng. Em tặng mấy chị cái set này luôn với giá là 79 ngàn. Chị nào ưng lấy màu gì của mình, màu đỏ dùm cho em. Màu hồng với màu vàng dùm cho em. Hồng và vàng nha, 79 ngàn. Chị nào lấy set đi set dùm cho em cho khỏi nhầm ha. Set hồng và set vàng dùm cho em, 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em. Mấy cái bộ này mấy chị bầu mang ok nha. Mát lắm cả nhà, siêu mát luôn. Lên liền cho em mã dùm cho em màu hồng với màu vàng dùm cho em 79 ngàn. Xét hồng xét vàng cho khỏi bị nhầm. Xét
Châu Vàng 79 rồi Lan Hương. Xếp kem màu 79 ngàn ạ. Còn em có một con. Con này là nó có quần bên xếp trong. Xếp kem màu hồng vàng 79 ngàn là dưới đó chị nhở. Rồi cái này lên liền cho em mãi dùng cho em một con váy. Hôm nay nó hốt mấy cái dòng này ghê luôn á mấy bà. Ô cái này ôm vô nha mấy triệu nha. Đen dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã váy đen dùng cho em 79 ngàn. Xếp hồng 79 Nguyễn Thị Thảo. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng cho em 79 ngàn. Quần này đen 79 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã maxi trắng dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã maxi trắng 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã maxi trắng dùng cho em 99 ngàn. Có một con thôi nè. Lên liền cho em mã maxi trắng 99 ngàn dùng cho em. Đen 79 ngàn cho Nguyễn Thị Tính. Xét hồng lúc này 79 ngàn cho Quỳnh Như. Rồi lên liền cho em mã maxi trắng đi cả nhà 99 ngàn. Rồi lên liền cho em 115 ngàn. Maxi trắng cho Trần Phương. Rồi lên liền cho em mã 115 ngàn váy trắng 115 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy trắng nha. Em nói thật luôn, tất cả các mẫu nha mấy chị nha. Riêng cái mẫu này nha, mấy chị rất là dễ mang luôn, không bị kém dáng nha mấy chị nha. Và đây là hàng nhà bôn luôn, chứ không phải là hàng lên bình thường đâu nha mấy chị nha. 65kg đổ lại mang ok dùng cho em luôn. Lên liền cho em mã váy trắng 115. Lên liền cho em mã váy trắng 115 dùng cho em. Váy trắng chưa hết rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã chị Nguyễn Thanh Thị Thanh Trúc đơn hàng mình là gã lấy đúng không chị ơi? Rồi lên liền cho em mã váy trắng 115 cho khỏi nhầm với chị. Rồi váy trắng 115 cho Nguyễn Khánh. Rồi lên liền cho em mã phong dùng cho em nè. Phong này là phong mặt tuyết nhung nha. 69 ngàn. Lên liền cho em mã phong cam 69 ngàn. Chốt liền cho em mã phong cam dùng cho em nè. Lên liền cho em mã phong cam. Phong cam này là hàng mặt tuyết nhung nha, không phải là hàng thông thường nha cả nhà nha. 69 ngàn. Lên liền cho em mã phong cam 69 ngàn dùng cho em. Váy trắng 115 cho Nguyễn Hiền. Đơn trước của mình có rồi chị ơi, ghé lấy giúp em đó chị ạ. Rồi lên liền cho em mã phong cam dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã set cam hoa cho kim cương tuốt. Rồi lên liền cho em mã set hoa dùng cho em 79 ngàn. Set hoa size M dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã set hoa size M dùng cho em 79 ngàn. Cho phong cam lên, mã phong cam 69 ngàn giúp em set hoa 79 ạ. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Ôi rồi lên liền cho em mã phong đen dùng cho em 69 ngàn. Hoa bị dính an lê phong cam cho Mai Nguyễn 094. Cả nhà ơi cái này nó không phải là hàng in nha. Nó là kiểu như là hàng in nhung á cả nhà. Cái chữ này mấy chị nè. Không có như Nguyễn Thị Trúc nha. Cái chữ của nó là chữ nhung á cả nhà. Đẹp lắm. Phong đen 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã phong đen dùng cho em 69 ngàn. Ủa cái phong này như đâu nhỉ? Chua lai đúng không? Hàng vương trước về đúng không mà chua lai à. Rồi lên liền cho em mã phong đen. Phong đen Lan Hương. Lên liền cho em mã phong đen đi cả nhà. Mấy con vậy? Lên liền cho em mã phong đen đi cả nhà ơi. Phong đen thêm 2 lần Lan Hương. Rồi lên tiếp dùng cho em mã nơ dùng cho em nè. Nơ này em tặng luôn cho mấy chị luôn. Nốt luôn nơ dùng cho em nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã nơ dùng cho em nè mấy chị nè. 119 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã áo nơ 119. Con này phải lỗ sắp mặt lời hồi cho mấy chị nha. Con này là em về chung trong cái lâu vái đó. Mà cái hàng nơ này rất là đắt luôn cả nhà ơi. Đợt trước em thấy nhiều bạn nha. Nhiều kho người ta xỉ tới 200 ngàn một con này á cả nhà. Lên liền cho em mã nơ dùng cho em 119 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã nơ 119. Áo nơ 119 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã áo nơ dùng cho em đi cả nhà. 119 ngàn. Nơ nha mấy chị nha. 119 dùng cho em. Rồi cái phong đen thề luôn nó đẹp lắm mấy bạn. Áo nơ 119 kim cương tố. Rồi cái này lên liền cho em mã này là mã gấu dùng cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã gấu 69 ngàn phong mặt tuyết nhung á cả nhà. 69 ngàn nha, con này như bán nhầm giá rồi nè. Không có gì duy lộc nha, váy trắng 99 lúc nãy em hết rồi. Rồi cái này lên liền váy trắng 115 thì em còn ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã phong gấu 69 ngàn nè. Lên liền cho em mã gấu 69 ngàn. Gấu 69 như hoa. Lên liền cho em mã gấu 69 ngàn dùng cho em mặt tuyết nhung nha. Lên liền cho em mã gấu. Gấu Đà Lan Hương. Gấu Nguyễn Thủy. Rồi lấy lại cho em mã gấu 69 ngàn đi ạ. Rồi quần này em xe luôn cho mấy chị cái quần đen. Quần đen này em còn size 27 đây cả nhà. Quần sọt đen size 27. Gấu Lan Thanh Kiều. Quần sọc đen size 27 em xả luôn cho mấy chị luôn 79 ngàn. Chị nào bán sốt thấy con này về mai đây nè. Đó mặc chung với giờ lấy gấu lên mở gấu 69 ngàn cho em ạ.
cái quần đen này đẹp lắm. Gấu cho đàn hiếu. Hàng nhập nha cả nhà nha. Còn lên liền cho em mã dùng cho em nè. Size 27 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mẫu quần size 27 em tặng nốt luôn cho mấy chị luôn 79.000. 79.000 nha cả nhà nha. Chờ lấy chút liền cho em mẫu quần size 27 79. Thân tinh tiêu có gấu rồi. Rồi lên liền cho em mẫu quần sọt rinh dùng cho em. Quần sọt rinh nha cả nhà nha, 79.000, size 27 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng. Chị nào có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89.000 với em để thứ hai bên video mấy chị ạ. Siêu siêu đẹp luôn. Lên liền cho em mã. Gấu chị Trần 545. Quần đi cả nhà ơi. Quần sọt riêng size 77.000 đó giúp em ạ. Rồi cái này là size của Hải đang cầm là size S thôi cả nhà. S nha mấy chị yêu nha, nguyên set này luôn, Hải tặng nốt cho mấy chị luôn 119.000. Rồi lên liền cho em mã set xô 119 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set xô nha cả nhà nha, 119.000. Size của Hải đang cầm là size S. Cái set này mang rất là cưng nha mấy chị yêu nha. Mấy hồi em like là tranh nhau á, nhưng mà cái hàng lẻ trong cái cục lẻ cả nhà không có biết á. Đây nè mấy chị, tặng cho mấy chị luôn 119.000. Lên liền cho em mã set dùng cho em 119. Set 119 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã set dùng cho em 119.000. Rồi lên liền cho em mã áo gấu dùng cho em 69.000. Set trắng 119 lên giúp em mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã áo gấu dùng cho em 69.000 dùng cho em lấy một con mặc nè mấy chị. Mấy chị ơi xem like chấm bài tương tác dùng cho em với. Rồi lên liền cho em mã áo gấu dùng cho em 69.000, em có duy nhất được 2 con. Áo gấu nha mấy chị nha, 69.000. Không nãy bữa đi mua nó đắt mấy bà ơi. Áo gấu xanh 69.000 cho em ạ. À. Trăm mấy ngàn một con luôn. Rồi lên liền cho em mà áo nâu dùng cho em 69.000. Lên liền cho em mà áo nâu 69.000 dùng cho em. Ghi là cái gì? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em nha mấy chị yêu nha. Bữa nay xem la cũng thấy không mình có ai hết trơn mấy bà ơi. Nhìn hệ thống mới thấy được ấy. Rồi lên liền cho em mã phong nâu dùng cho em 69.000 nè. Nhìn cái áo phong này mấy chị. Nâu cho đặng Jerry Linh. Lên liền cho em mã nâu dùng cho em 69.000. Khổ lần mà Facebook nó làm như vậy cái cũng bán được hàng đấy chứ. Phong nâu lên cho em 69.000 nha. Dấu xanh cho Hữu Phước. Rồi cái này lên liền cho em mã đen dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã phong đen dùng cho em nè. Phong đen nha, 69.000. Chút liền cho em mã phong đen dùng cho em 69.000. Nâu Diễn Trần. Rồi quần em đang mang đây cả nhà ơi, size S cho cả nhà 119.000. Rồi lên liền cho em mã quần đen Nguyên Chi Phạm. Cái quần này chắc mình em bán rẻ nhất có cả nhà ơi. Em đi thảo giá trên thị trường nha. 150, 180 không ấy. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Trắng, set trắng 119. Chị Thủy Đoàn chị nói cái set trắng xô 119 đúng không chị ơi? Rồi lên liền cho em mã quần size S 119. Lên liền cho em mã quần duy nhất mình em like giá này đó cả nhà ơi, nên là mấy chị bóp liền đi để có một cái quần trên để mang nha mấy chị nha. 119.000 size S. Lên liền cho em mã quần size S 119. Quần Ruby Trần, chị nào mua hàng mà em không nghe máy mấy chị cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt ạ. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em nè. 129.000. Lên liền cho em mã váy nâu 129. Lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em 129.000 dùng cho hả. Duy nhất phải like quần này rẻ nhất đó cả nhà ơi, 119.000 một con quần trên mà cả nhà ơi. Đây nha, theo đây luôn cho mấy chị luôn 119 hết, nhưng mà nó còn S thôi, nó hết M hết L rồi cả nhà. Rồi con này cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại men ok dùng cho em. Khách lẻ cọc với em 200 chị nhá. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em 129.000. Chút liền cho em mã váy nâu nha mấy chị yêu nha. Đầm của nó là phom sung dùng cho em. Và vải của nó là vải tổ ong nè. Con này phom lên mặt rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Mùa hè này mấy chị mua mấy con này mang nè. Đơn giản dễ mang ha. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã váy nâu dùng cho hả nha mấy chị yêu nha. Chị đang tính lên đó mà tương tác nó kém quá, không muốn lên hàng mới luôn á. Giờ như thế này lên nha mấy bà nha. Lên hàng 20-30 cái mà một người chốt, hai người chốt là toàn em luôn á. Rồi lên liền cho em mã váy kem, dùm kem dùng cho em 159.000 nè. Lên liền cho em mã dùm kem 159. Rồi chốt liền cho em mã dùm kem dùng cho em 159.000. Hàng thì cắt ra quá trời mà không dám lên mấy chứ ơi. Không mà, không đâu nè. Không ngồi ba đó rồi. Rồi lên liền cho em mã dùm kem dùng cho em. Dùm kem 159.000 mấy chứ em chị ạ. Lên liền cho em mã dùm kem 159.000. Con này nó có chung cho mình nè. Chung nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Giờ lấy liền giúp em mã dùm kem 159 đi ạ. Dùm kem dùng cho em 159.000. Rồi lên liền cho em mã phong đen dùng cho em nè. 69.000 dùng cho em.
Rồi lên liền cho em ở phong đen số 9 nha. Cái này là bị sốt cái bao ổ ngồi cả nhà ơi, chứ không tối hôm đó em lên lại mốt lên phong rồi đó. Nha, lên là hết luôn á cả nhà. Phong đẹp lắm, 69 ngàn, sỉ còn có 59 ngàn nè mấy chị. Lên liền cho em ở phong đen dùm cho em, 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em ở phong đen, phong này mấy chị mua về cho con trai, con gái gì may cũng được hết á. 69 ngàn nha, bữa nay đi tìm phong này là không có hàng đâu cả nhà. 69 ngàn, lên liền cho em ở phong đen dùm cho em, 69 ngàn dùm cho em nè. Sớm lôi chấm tương tác cho em mấy chị ơi, phong đen 69 ngàn nè. Lên liền cho em ở phong đen dùm cho em, 69 ngàn. Rồi mấy cái này quên like thiệt. Lên liền cho em ở phong đen dùm cho em, 69 ngàn dùm cho em. Thủy còn có 59 ngàn. Phong đen 69 ngàn là giúp em cho dung dung 5 con. Lên liền cho em ở phong trắng, phong trắng là dáng ôm nè. Lên liền cho em ở phong trắng dùm cho em. Thế là ơi tương tác, cố gắng tương tác lên đi cả nhà để hãy lên hàng mới cho mấy chị nha. Rồi lên liền cho em ở dùm cho em phong trắng dáng ôm nè cả nhà ơi. 69 ngàn có 3 con rồi. Phong trắng 69 ngàn giúp em chưa. Phong lên trắng là Lan Hương 2 con. Cái này có được có mấy phong con? Trắng em còn một con cuối cùng, giờ lấy cái liền giúp em 69 ngàn ạ. Ồ cái màu nó đẹp. Rồi lên liền cho em ở phong tím dùm cho em. Phong trắng như hoa. Rồi lên liền cho em ở phong tím dùm cho em 69 ngàn. Đi rồi chịu bước nha. Trời ơi cái màu nó đẹp mấy chị ơi. Đó một nhiều phong lắm luôn ấy. Nhưng mà duy nhất được có một cái mẫu này màu tím này. Thấy chưa. Rồi lên liền cho em ở phong tím dùm cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em ở phong tím dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em ở tím 69 ngàn. Tím 69 ngàn lên giúp em ạ. Rồi cái này em có hồng. Phong tím 3 con dung dung. Cái này gọi là hồng 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 hồng. Đây mấy chị. Cái này là hồng rút nè. Hồng rút nha mấy chị nha. Rồi cái này hồng. Và xanh, chị nào lấy màu gì của mình màu đó dùng kem, dáng của nó là dáng ôm ha, chị nào ưng ôm thì ôm dùng kem ha. Mỗi màu có được 2 tím con. Tím đoàn Lan Hương 2 con hết mà tím ạ. Màu xanh là em có được 1 con. Màu hồng là hồng rút là em có được 2 con, màu hồng là em có 2 con, chị nào ôm thì ghi ôm dùng kem. Rồi lấy liền cho em mã dùng kem. Cái dùng kem mã bộ thun đen về á em. Bộ thun đen về nhưng mà mùa này nó không còn nhiều nữa nha, nó có. Rồi lấy liền cho em mã dùng cho anh. Lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Hồng hồng là hồng hồng đó. Rồi lên liền cho em mã sọc len dùng cho em 89 ngàn. Hồng cho nai lên. Rồi lên liền cho em mã sọc 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã áo sọc 89 ngàn. Xem like chấm bài tương tác lên cả nhà. Ok chị Ruby cần chị lên lại mã quần 119 giúp em đi chị nhá. Tại vì cái mình nó bị trôi rồi. Rồi lên liền cho em mã len sọc dùm cho em nè 89 ngàn. Chúc em mã len sọc 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã len sọc dùm cho em 89 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã len sọc cho cả nhà nha 89 ngàn. Chị à Ruby cần chị lên lại mã quần 119 giúp em chị nhá. Rồi chúc mừng chị nào được cái con này nha. Tặng mấy chị nốt luôn. Size của Hải đang cầm là size 52kg đổ lại men ok. Sọc Tiên Thị Nguyễn. Có 2 con thôi em tặng. Sọc Hải Nam Nguyên. Rồi lên liền cho em mã váy 99 ngàn có 2 con thôi. Em không có nhập được hàng này 99 ngàn đâu cả nhà ơi. Quần 119 xá cho Ruby Trần. Hồng cho Mai Nguyễn 094. Rồi lên liền cho em mã váy xanh dùm cho em. Hồng này, hồng này là rút, hồng rút. Rồi lên liền cho em mã váy 99 ngàn. Sếp em mặc là áo là 89 ngàn, quần là 119 ngàn. Chị Mia Mia lấy em đi chị. Áo em còn một cái, quần em còn 2-3 cái gì đó. Mã dùng cho em, chị nào lấy váy nó đi, cái váy nó đẹp lắm mấy bà. 99 cho An An lên. Rồi lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy trắng 139 size M dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy trắng size M 139 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy trắng size M. Váy trắng size M cho các bạn biết chị này. Rồi lên liền cho em mã váy trắng size M dùm cho em. Váy 99 cho trái kia đi Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã váy trắng size M. Váy trắng size M nha, 139 ngàn. Váy này mà mấy chị mặc thì đám cưới thì thôi, nhức nách luôn.
cái chị hãy cho em cái động lực đem lên hàng mới đi, nó thật luôn á, tương tác nó kém quá nên là em lùi lên á cả nhà. Váy trắng 139 lên giúp em ạ. À. Rồi lên liền cho em mặc váy trắng 139. Làm quần với áo. Đây mấy chị nè, nhìn cái con đầm nè, đẹp chưa? Con này sinh ra để dành đi đám cưới đó cả nhà, 139 nè. Ok chị Mia Mia nhá, quần 119 áo 89 gì ạ? Rồi lên liền cho em mã đầm size M hàng bôn, chị Đức Thi thí nghiệm mấy con này. Rồi size M dùng cho em nè mấy chị, 139 nè. Lên liền cho em mã váy kem 139 dùng cho em. Váy kem 139 con này open rồi nha. Con này mà mấy chị mặc đi ăn cưới là xuất sắc luôn á. Con này mấy chị mặc sẽ cọp lên như thế này nè, hãy có open rồi đó. Lên liền cho em mã dùng cho em váy kem size M hàng nhà bôn dùng cho em, 139 nè. Rồi lên liền cho em mã váy kem size M dùng cho em. Lên liền cho em mã váy kem size M dùng cho em. Kem size M dùng cho em 139 nè. Lên liền cho em mã kem size M 139. Kem size M 139 lấy cho em. Lên liền cho em mã váy kem size M dùng cho em 139 nè. Rồi lên liền cho em mã phong vàng. Kem 139 thì hay. Rồi lên liền cho em mã phong vàng dùng cho em 69 nè. Áo phong vàng dùng cho em. Để từ từ coi nó đi chị Hương Giang, chị lấy váy nào chị ơi? Để cho Lê Thí Diễm cái này cho em, chịu cho em lấy luôn. Chị Hương Giang, chị lấy váy nào ạ? Rồi lên liền cho em mã phong vàng dùng cho em 69 ngàn, có sĩ sĩ còn có 59 ngàn một con áo phong vàng. Lên liền cho em mã phong vàng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã phong vàng dùng cho em. Vàng 69 cho lên giúp em đi ạ, cho Hạnh Nguyên, cho Nguyễn Khánh. Rồi lên liền cho em mã phong hồng dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã phong hồng 69 ngàn. Ủa có mấy chị ơi, 69 ngàn cái áo phong. Em bán càng rẻ là kiểu như là kiểu là mấy chị ơi, rẻ quá cả nhà kìa. Nha chị, còn ở trên mấy chị đi lấy sỉ con này cũng được giá 69 ngàn đâu mấy chị. Nha, lên liền cho em mã phong hồng dùm cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã phong hồng dùm cho em 69 ngàn. Đây, phong hồng lên giúp em cho thiệt hay. Phong hồng cho anh ơi. Còn lên liền cho em mã dùm cho em. Chị thì mây mây chị nào mua hàng nha, em không nghe máy với chị cọp với em hay cho mà tiền khoản đi rồi chốt chị nhá. Lên liền cho em mã xét xô dùm cho em. Phong hồng cho Nguyễn Khánh. Rồi lên liền cho em mã xét xô dùm cho em 139 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã xét xô 139. Xét xô dùng cho em ha. Lên liền cho em mã xét xô 139 ngàn hàng ND dùng cho em. ND nha. Rồi lên liền cho em mã xét xô. Xét xô chắc đi đi Nguyễn. 139 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã phong đen dùng cho em 69 ngàn. Xét xô cho khoa hồng. Còn rồi một xét còn rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã phong đen dùm cho em 69 ngàn. Con này mà ế nữa thôi em tắt like em nghĩ á, cả nhà không like đâu. Phong đen 69 ngàn cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em phong đen 69 ngàn, bán cái phong 69 ngàn. Đinh Bảo Nhi khách mới mã kèm số điện thoại giúp em chị ơi. Đinh Bảo Nhi mã kèm số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi lên liền cho em mã phong đen dùm cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xanh dùm cho em 69 ngàn dùm cho em nè. Lên liền cho em mã phong xanh 69 ngàn, chốt liền em mã phong xanh dùm cho em. Phong xanh dùng cho em nha, 69 ngàn. Mấy con áo phong này mùa này mấy chị mặc là sướng nhất luôn nha, mấy chịu nha. Phong bữa nay mấy chị đi nhập đi cả nhà ơi, trên hàng 120-130 đó. Trên 120-130 nha, mấy chịu nha. Chèo lấy thì chốt liền cho em phong đen và phong xanh dùng cho em nè. Đen và xanh dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã phong đen và phong xanh nha, 69 ngàn. Phong đen và phong xanh lên giúp em 69 ngàn, vừa xem vừa nhắm tương tác với giúp em mấy chị ơi. Ờ, em có cái đầm Babydoll hàng ND nè. Phong kèm màu đen xanh 69 ạ. Rồi lên liền cho em mã váy xanh cho Đặng Cherry Linh 139 ngàn dùm cho em hàng ND. Lên liền cho em mã váy nâu 139. Lên liền cho em mã váy nâu dùm cho em 139 ngàn, đẹp chưa? Nâu nha cả nhà nha, 139 dùm cho em cưng không mấy chị. Con này là phô mấy chị bầu bí vung kem vô tư nha, 62-65 cái đổ đạm men ok hàng theo cho mình. Hàng ND luôn. Lên liền cho em mã váy nâu dùm cho em 139 ngàn. Lên liền cho em mã nâu dùm cho em 139 dùm cho em. Lên liền cho em mã nâu nha cả nhà nha, 139. Phong xanh 69 cho Mai Nguyễn. Váy nâu 139 luôn nha em ạ.
Rồi lá liềm cho em mã sọc vàng dùng cho em 79 ngàn. Con này thì mấy chục con cũng hết trơn cả nhà ơi, duy nhất một con chị nào không có đủ đơn. Đó mấy chị thấy không, bán cũng không lãi được 10 ngàn, đâu có dám đi đơn đâu mấy chị nha. Đi cái mấy bà bơm hàng cái đâu có lãi đâu. Đây nè, 79 ngàn. Lá liềm cho em mã áo sọc 79 ngàn. Mấy đâu 139 như Dương Trang. Rồi lá liềm cho em mã áo sọc dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lá liềm cho em mã sọc 79 ngàn. Sao 79 ngàn thôi chứ em à. Rồi lá liềm cho em mã bi dùng cho em nè. Bi 79 ngàn. Rồi lá liềm cho em mã bi 79 ngàn dùng cho em. Rồi lá liềm cho em mã. Rồi lá liềm cho em 79 cho hoa trông trông. Rồi lá liềm cho em mã bi 79 ngàn. Lá liềm cho em mã bi dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Rồi lá liềm cho em mã váy xanh size S dùng cho em 139 ngàn. Bi 79 cho Phước Trần. Cái làm này tranh nhau không có hàng mấy chị. Nè, khách gỗ nghe máy nên bỏ ra luôn nè mấy chị. 139 ngàn size S. Ok chị Mây Mây em nhận được rồi. Rồi lá liềm cho em mã váy xanh size S dùng cho em 139. Con váy xanh này đẹp lắm ấy. Váy xanh này đẹp lắm nha cả nhà nha. Nó thun lên rồi mà cả nhà ơi. Lá liềm cho em mã váy xanh đi cả nhà. Rồi lá liềm cho em mã áo 119 ngàn. Lá liềm cho em mã áo loan 119. Lá liềm cho em mã áo loan này nó còn nhặt, nãy có mấy con đây nè. Rồi lá liềm cho em mã áo loan dùng cho em 119 dùng cho em. Không trắng gì vậy đài không chứ. Rồi lá liềm cho em mã phong loan 119 dùng cho em. Được mây mây có phong hồng 69 ngàn lúc nãy rồi hả? Rồi lá liềm cho em mã phong loan 119 ngàn, phong loan chó cả nhà. Ôi phong loan này dễ thương lắm luôn ấy. Cho mấy chị xem. Phong xanh lúc nãy cho Đinh Bảo Nhi 69 ngàn. Đây nha, nó sẽ theo cái hình này nha mấy chị nha. Rồi lá liềm cho em mã loan dùng cho em 119 ngàn. Lá liềm cho em mã phong loan 119. Không thêm được loan hay sao vậy mấy bà ơi. Không trắng, nãy rồi, giờ đó là không trắng đâu. Không trắng đó, cái con trắng á. À, nãy đâu có lên trắng đâu cũng được. Lên đen mà. Sáng 139 cho Nguyễn Thủy. Quần hải mặc. Quần hải mặc hãy chỉ có size S thôi chị. Ôi, hãy còn S thôi 119 ngàn. Loan 119. Lan rồi dành mấy chiêu quần hải mặc xe S chị nhá, 119 ngàn. Lan 119 đi đặng cho đi lên. Rồi lên liềm cho em mở phong xanh dùng cho em. Phong xanh nha cả nhà nha. Phong xanh dùng cho em 69 ngàn. Lên liềm cho em mở phong xanh 69 ngàn. Cái chữ này của nó là nó sẽ là nhung á. Lan cho thể ân nha, cái này nó là hàng nhung á chứ không phải là hàng thường nha. Lên liềm cho em mở phong xanh 69 ngàn. Có rồi Mi Mi. Lan cho Thủy Đoàn. Rồi lên liềm cho em mã trắng dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Rồi lên liềm cho em mã phong trắng dáng ôm 69 ngàn. Phong trắng dáng ôm dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Mấy chị lấy con cam này mặc nè. Phong xanh cho chu so Nguyễn My. Rồi lên liềm cho em mã váy cam mang đi tiệc nha mấy chị nha. Cam dùm cho em 139 ngàn. Lên liềm cho em mở váy cam, con này mấy chị nào mà 52-53kg đổ lại mang đẹp. Con váy cam này đẹp lắm nha mấy chị nha, sẽ là đẹp vai cho mình nè. Phong xanh cho Dương Trang. Phong dài qua gối dùng cho em. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em, váy cam dùng cho em. Váy cam này mặc trắng cho Ruby Trần. Con cam này mặc trắng da lắm cả nhà ơi, 139 nè. Lên liềm cho em mở váy cam 139. Hàng bảo bê này là hàng đắt ở Liên Hiệp lắm nha mấy chị nha. Hàng xỉ của nó 200 mấy ngàn không á. Giá sỉ vô là 200 mấy, cái này hãy bốc sale đó cả nhà. Lá liềm cho em mã váy cam dùm cho em 139 ngàn. Em lên nốt mấy cái phong này đi, em dọn cho nó cái chỗ đó nó sạch. Cam 139 lên cho em ạ. Rồi lá liềm cho em mã số 1 dùm cho em nè. Lá liềm cho em mã số 1 69 ngàn. Rồi lá liềm cho em mã số 1 69 ngàn. Bọn chị đi tặng nó chỉ có còn 1 ước không. Rồi lá liềm cho em mã dùng cho em mã số 1 dùng cho em. Lá liềm cho em mã số 1 69 ngàn dùng cho em. Hết chưa nhỏ cần này hết chưa. Rồi lá liềm cho em mã số 1. Số 1 lấy cho em 69 ngàn cho khoa hồng hai con. Lá liềm cho em mã số 1 69 ngàn chốt đi cả nhà. Em lên nốt luôn, em cắt cái bộ phong này em like cho nó hết luôn cái phong này luôn đi cả nhà ơi. Để hết phong rồi đó. Rồi lá liềm cho em mã số 2 dùng cho em 69 ngàn nè. Lá liềm cho em mã số 2 69 ngàn. Số 1 300. Rồi lá liềm cho em mã số 2 dùng cho em 69 ngàn. Không may bán áo phong 69 đâu cả nhà ơi. Bữa nào là em về hàng phong 99 rồi đó. Rồi số 1 Tuyết Sương. Rồi lá liềm cho em mã dùng cho em
hàng da ra. Số 1 em còn một con, giờ lấy chút luôn chú em ạ. 3108 á cả nhà, cái màu xám này đẹp lắm. Phong màu xám nha cả nhà nha. Lên liền cho em ạ, số 2 đi cả nhà. Số 2. Số 2 lên chú em cho 11. Lên liền cho em ạ, số 2. Rồi chốt liền cho em ạ, số 3 dùm cho em, 69 ngàn đẹp, quá đẹp. Số 1 cho Đinh Bảo Nhi. Rồi lên liền cho em ạ, số 3 dùm cho em. Rồi cái chốt cũng bái đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đẹp chưa không? Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em, 69 ngàn. Thả 1 còn không? Thả 1 em hết rồi cả nhà ơi. Số 2 chị Đoàn. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Mã số 3 nha, 69 ngàn. Chốt liền cho em mã số 3, 69 ngàn. Rồi con này là maxi, chị nào đi du lịch lấy liền con này mang mấy chị. Rồi 139 ngàn, lên liền cho em mã số 4, 139 dùm cho em. Chị nào đi du lịch lấy con này mang đi mấy chị, ôi Hội An nè. Số 3 thì Đoàn. Đó, trời ơi 139 ngàn mấy chị ơi, rẻ hơn ở ngoài tầm khoảng 100 ngàn tới 200 ngàn cái đầm luôn á. Này mấy chị mua 300 mấy ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 4 dùm cho em, 139 ngàn. Con này mấy chị mặc S, mặc M đều ok hết nha. Lên liền cho em mã số 4 dùm cho em, 139 ngàn, đẹp lắm. Lên liền cho em mã số 4 nha, S, M, L mang ok, 3 con thôi này. Nha, lên liền cho em mã số 4. Còn mấy chị chuẩn bị bàn phím bấm mã số 5 dùm cho em. Chanh nhau 4 Phước Trần 139. Còn chanh nhau có hàng mấy chị, bây giờ xả cho mấy chị 139 ngàn. Chị tôi bó tay luôn á nha, mấy con này đi mua đám cưới 500 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùm cho em, chị Phước Trần lấy luôn con này này chị. Lên liền cho em mã số 5 139 ngàn, lấy con này về mặt đi ăn cưới, đi tiệc tùng này kia mấy chị. Ôi chị nào mà có tiệc nhiều quá mua mấy con này mang này. Mã số 5 dùm cho em. Lên liền cho em mã số 5 dùm cho em. Số 5 Hồ Cẩm Tú. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùm cho em, set le 79 ngàn. Lên liền cho em mã số 6 dùm cho em, 79 ngàn. Chúc em mã số 6, 79 ngàn. Số 6 sẽ là 79 ngàn cho em ạ. Rồi chị nào lấy sếp này mang nè. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em. 5 đó, đúng không ạ? Số 5 một con rồi. 679 cho Liêu. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em, 139 ngàn xây 1. Ôi ôi mấy chị lấy set này mang nè, về mấy chị tách riêng ra mang được luôn nha. Mấy chị set này hot ơ bán 580-590 nè mấy chị. Size M dùng cho em quần nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã số 7. Mấy? 7. Mã số 7 dùng cho em, 139 ngàn size M. Mã số 7 size M nha. Chúc em mã số 7 size M, có 2 set đi cả nhà ơi. Số 7 size M. Mã số 7 139 giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã số 7. Số 7 Mia Mia, số 7 Phước Trần. Rồi lên liền cho em mã số 8 size M dùng cho em, 139 nha. Mấy chị hàng ND này mấy chị yên tâm nha, mấy chị yêu nha. Em nói là đẹp, nhức nách luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8 dùng cho em, 139 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 size M nha, 139 nha. Mấy chị cứ thử đi nha mấy chị yêu nha. Chị nào mà mua số này ND này 4-500 ngàn, mua thử cái set này đi cả nhà ơi. Siêu rẻ luôn mà nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Chủ hàng cho mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã số 8 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 đi cả nhà ơi, 139 ngàn hàng ND dùng cho em. ND nha, quần dài luôn. Rồi cho chị cái màu. Lên liền cho em mã đi cả nhà ơi, năm hết rồi cả nhà ơi. Cái năm đó là hàng của khách lộn em á, chị mới còn một con á. Số 8 cho em 139 á. Mã số 9 dùng cho em nè, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 9, 69 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 9 dùng cho em, 69 ngàn. Hàng Zara, hàng 3158 đó cả nhà. Của nó vải đẹp lắm. Đây, chị nào có con gái mua cho con gái cũng được. Chị nào có con trai mua cho con trai cũng được, 69 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chính cho Hoàng Mai. Lên liền cho em mã số 9 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em nè. Chính như Hỷ Đoàn. Rồi lên liền cho em mã số 10, 69 ngàn. Kỳ nào thích ốc không chốt đi cả nhà. Đợt này là hết xong rồi đó cả nhà.
còn lâu lâu nữa mới có áo phông lại á. Đây, phông trắng dùm cho em. Rồi lá liềm cho em mã số 10 dùm cho em, 69.000 phông trắng. Lá liềm cho em mã số 10 phông trắng dùm cho em. 10 nha cả nhà nha. Lá liềm cho em mã số 10 phông trắng. 10 phông trắng 69.000 giúp em ạ. Rồi lá liềm cho em mã 11 dùm cho em nè. 11 dùm cho em 69.000. Lá liềm cho em mã 11 dùm cho em nè. Chốt liềm cho em mã 11. 11 nha cả nhà nha, 69. 10 phong thủy. Rồi lên liền cho em mã 11. Con. 10 thủy rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. 10 dung rồi. 10 là cái này. Ok. 11 là xanh à. 11 cái dung rồi. Còn lên liềm cho em mã 12 dùng cho em nè. 12 size M dùng cho em 139.000. Đây, mấy chị. Cái xét này nè, siêu đẹp quá. Ừ, siêu đẹp chưa mấy chị nha. 11 Hoàng Mai. Còn lên liềm cho em mã 12 dùng cho em. 12 size M màu trắng dùng cho em nè. 11 Hiền Trang 667. 139.000 mấy chị, mà vải nó mát mà nó đẹp lắm. Rồi lên liềm cho em mã 12 size M. Cái gì nhìn cái quần mã 10 lúc nãy thủy trần nha, quần của nó là hàng hai lớp luôn, có túi cho mình luôn. Cái này nguyên xếp mấy chị mặc vô đẹp lắm, áo đẹp lắm nha. 11 thủy rồi. Cho em mã 12 size M. 12 size M 139. 11 cho thủy trần. Lên liền cho em mã 12 size M đi cả nhà. 11 em hết lên ở 12 rồi. 12 139 ngàn size M. Rồi lên liền cho em mã 13 dùm cho em. Ui đẹp quá vậy. Rồi lên liền cho em mã 13 dùm cho em 69.000. 13 nha, phông nó to mà nó đẹp lắm á cả nhà. Ôi phông giải là mấy chị yên tâm. 12 139 thủy rồi. Riêng gì chứ phông là mấy chị yên tâm nha mấy chị nha. Lâu lâu em mới bán nhưng mà lô nào đẹp lô đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã 13 dùm cho em 69.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã 13 69.000. 13 đi cả nhà ơi, 69.000. 12 Nguyễn Nhung. Rồi liền cho em mã 14 dùm cho em, 99.000 đầm sơ mi vải linen dùm cho em, có túi hai bên. 12 em hết rồi. Có túi nha. 13 cho anh Nguyễn 602. Rồi liền cho em mã dùm cho em. 13 còn, 13 có một con này dùm cho em. Đây còn một con này đó. Rồi liền cho em mã 14 dùm cho em, 99.000. Con này mấy chị thử đi nha. Nếu mà chị nào không chưa bao giờ mặc đầm sơ mi thì thử mua một con về đi. Xong mấy chị phối với lại dài thể thao á, em nói 13 đến tỷ đâu đi. Siêu đẹp nha mấy chị ưu nha, dễ mang nữa. Phôm dài và phôm to. 13 chu xong Nguyễn ơi. Con này chị nào 65 cái đó. 13 thị trần. Đây mấy chị có túi hai bên cho mình hàng lên đỉnh 99.000. Lên liền cho em mã 14 sơ mi đầm sơ mi mình mang nó càng rộng càng đẹp mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 14 giùm cho em. 99.000. Lá liềm cho em mã 14, 99.000 lên nền 13 thủy đoàn. Rồi lá liềm cho em mã 14. Hết mã 13 lên mã 14, 99.000 giúp em ạ. Lá liềm cho em mã 14 dùm cho em, 99.000. Rồi lá liềm cho em mã 15 dùm cho em, 69.000. 15 dùm cho em, 69.000. Ôi, mấy chế ôi, màu đẹp chưa, hết chưa không? 14 Nguyễn Ngọc Nam Phương. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 15. Ủa chị thấy cái bao nó nhỏ lắm mà xong nhiều rồi. Rồi lên liềm cho em mã 15. 14 Tiết Xuân. Rồi lên liềm cho em mã 15 69.000. Tại vì mẫu nó có 5 con cả nhà. 15 Ánh Mai. Rồi lên liềm cho em mã 15. Cái gì vậy? Rồi lên liềm cho em mã 16 dùng cho em 139.000. Con này 52, 53 cái đổ lạc nên ok. 15 Bình Minh. Mấy chị mua đầm của nhà em nha, 139.000. 129.000, 99.000. Mấy chị đi đám cưới vô tư luôn. 14 chú dính cho thấy ăn bùi. Nha, mặc đám cưới vô tư nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn, cái du lịch này kia vô tư luôn. Đây mấy chị nhìn cái đầm dài như là mà em bán được cho 15 Thị Đoàn, 15 Lê Vân. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em 139.000. Có hai con, hàng nhà Bôn. Nhà buôn nha. Rồi lấy liền cho em mã 16. Ai vui. Rồi cái cổng. Ừ, cả hồn chúng mày. Rồi về mày.
cái bộ loại hóa này. Tao lấy liền cho em mã 16 dùng cho em 139. Đẹp lắm em ơi. Dài, mặc đi đám cưới vô tư luôn. Lên liền cho em mã 16 đi coi. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size SM dùng cho em. 16 Trần Phương. 15 69.000 cho Hệ Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em rồi mấy chị. Lên liền cho em mã 17 mấy chị lên size dùng em. Size S với size M dùng cho em ha. 17 nè mấy chị này. Con này mấy chị sẽ mặc là mình sẽ cọc yếm lên nha mấy chị nha. Và con này hàng của em là hàng tao bao á cả nhà. Nhưng mà mẫu này là của đàn ăn châu á. Đàn ăn châu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 17 kèm size vô mấy chị. Size S size M dùng cho em. SM nha mấy chị nha. 139.000 dễ thương lắm. Lên liền cho em mã 17 dùng cho em đi cả nhà. Hả? Rồi lên liền cho em mã 17 lên đi. Số 10, rồi lên liền cho em mã 17 lên size SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 18 69.000. Phong màu nó đẹp quá cả nhà ơi. Lâu rồi mới like được mấy cái phong màu như thế này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 18 dùng cho em. Lên liền cho em mã 18 69.000. 18 nha mấy chị nha. Phong của nó là phong chủ. Chủ nha. Giờ lấy cho em mã 18 69.000. 18 Thủy Trần. Lên liền cho em mã 18 69.000. Đẹp lắm cả nhà ơi. Chị Thủy Trần ơi, khách mới mua lần đầu tiên chọn thêm thì chọn với em 200 vào tài khoản như là chốt tiếp gì nha. Rồi lên liền cho em. Thủy Trần còn phải là chốt tiếp gì hả? Lên liền cho em mã 19 dùng cho em 69.000. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, cái cách. 18 Thủy Trần. Ủa đời, mỗi mã được 5 con. 18 Thủy Đoàn. 18 Ánh Mai. Nha, cái nư của em, em nhập một con như thế này cũng 20 con cả nhà ơi. Chứ em không có bán lẻ như thế này đâu mấy chứ. Đây này. 18 An Lê, 18 Hiền Trang. Không có này nó cả nhà ơi, nên là đây mấy chị đâu có nhiều đâu. Lên liền cho em mã 19 dùm cho em, 69.000. Lên liền cho em mã 19 áo hồng lên cho em 69.000 ạ. Lên liền cho em mã 19 dùm cho em. 19 chuyên cúc lê. Rồi lên liền cho em mã 20 dùm cho em. Ồ cái màu đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã 20 dùm cho em 69.000. Lên liền cho em mã 20 dùm cho em 69.000 dùm cho em. Áo hẻm lặng. Mấy chị ơi, cả năm này mấy chị chưa có hàng bên em lại. Mấy chị ha, chọn thêm thì chọn với em đi ạ. Áo mặc còn. Hết rồi. Áo mặc hết rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 20 dùm cho em. 19 cho Thủy Đoàn. Rồi lên liền cho em mã 20 dùm cho em. 20 nha cả nhà nha. Cho mua luôn mày. Cô Hồng. Lên liền cho em mã 20. 20 cái mua đó. Không mua nữa nè. Rồi lên liền cho em mã 21 màu reo. Tài là màu đẹp không ấy. 20 đến thì đậu ly. Rồi lên liền cho em mã 21. Xé luôn rồi mày, xé luôn rồi. Rồi, rồi. Chị Thiên Thanh Ngô ơi. Chị không nên chốt hàng đâu. Chị bảo người ta chung đơn mà người ta không có. Chị kêu là không đi đơn sợ tốn tiền. 20 Sa Nguyễn. Có Xuân Lan thì đi chung đơn, còn không thì đi một mình tốn ship. Em đọc lên. Hả? Vừa lắm luôn á. 20 Kim Cúc Lê. Tôi lấy liền cho em mã dùng cho em. Chung đơn với bạn thì đi, mấy chị còn riêng là không đi, tới tốn tiền ship. Rồi lên nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho 21 đến thì đậu ly 69. 22 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 22 dùng cho em. 22 nha cả nhà nha. 22 dùng cho em 69 nè. Lên liền cho em mã 22 69. 21 Thủy Đoàn. Rồi lên liền cho em mã 22 69 nè. Vì lúc mấy chị nó vì sao mà em đọc ra được như vậy á. Tại vì là lúc nhà em gọi chốt đơn á. À có. Mà lúc mà nhà em gọi chốt đơn á là khách nói như vậy là nhà em sẽ nốt vô trong cái thông tin á cả nhà đây nè. Sẽ nốt vô trong cái thông tin chỗ đây nè mấy chị nè. Là sẽ nhớ, cả nhà nhớ là lý do vì sao, lý do vì sao để nói cho nó chuẩn nha. Chứ không... 21 đến thì đậu ly. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em.
ok chị nha, không có trùng mẫu á, phải rồi lên liền cho em, không có trùng màu luôn. Em lên tại vì cái này em có mẫu 5 con thôi. Em mới chị 21 yên trần, 21 liệu rồi. Có 5 con thôi, nó không có nhiều á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 đúng không? 22 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 22 màu xanh, hàng mới đó cả nhà. Ố không hàng mới mà, nhưng mà biết thôi không? Hàng máy lên đắt á cả nhà, chưa có chốt nó lại chưa có lên á. Rồi lên liền cho em mã 22 đi cả nhà. Hai mốt yến trần cỡ rồi chị nhớ là mã 22 giúp em chưa? Rồi lên liền cho em mã 23 dùng cho em. Chị Thủy Trần ơi, cọp đi rồi chốt chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 23 89 ngàn rồi mấy chị này, cầm lên dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 23 89 ngàn, cầm lên. Cầm lên nha, con váy này. 22 Thủy Đoàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 23, con này là len qua gối dùng cho em. Con này mà chị nào trong Nam em khẳng định mấy chị luôn. Mấy chị mua một con đầm len này trên giá hàng 280 ấy. Trên giá 280 nha mấy chị yêu nha. Không bao giờ có giá dưới 100 ngàn luôn. Đừng nói gì là 89 ngàn nha mấy tình yêu nha. Coi giãn cho mình nè. Rồi lên liền cho em mã 23 dùng cho em. 89 ngàn dùng cho em. Có 2 con thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 23 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 dùng cho em 89 ngàn. Thôi ba lấy cho em 89 ngàn đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 24 size M dùng cho em nè mấy chị. 24 size M nha, set này nha mấy chị nha, dễ thương lắm. Lên liền cho em sale luôn nha mấy chị, set này 119 ngàn size M. Size M nha cả nhà nha, quần của nó đẹp nè mấy chị này. Cái quần này mấy chị mua nguyên set về mấy chị được lời lắm luôn. Mình có thể tách riêng ra mình phối đồ nha mấy chị nha. Size của Hải đang cầm là size M. Lên liền cho em mã dùng cho em 24 size M. 24 size M nha, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 24 size 24 lên giúp em size M 19 đi ạ. Lên liền cho em mã 24 Nguyễn Thủy 24 size M dùm cho em 119 ngàn. Ủa, ngày mát nào đẹp chưa. 25 dùm cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã 25 69 ngàn màu cam này. Đẹp quá mấy bà ơi. Rồi, 4 con 4 con nha, 4 con. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 25 này. 25 màu cam nha, lên liền cho em mã 25. 25 Phùng Thủy. Lên liền cho em mã 25. Chốt liền cho em mã 25 đi cả nhà. 25 màu cam nữa. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã 26 69 ngàn màu nâu. Chốt liền cho em mã 26 đi cả nhà, 69 ngàn dùng cho em. Chốt liền cho em mã 26 nha mấy chị nha, màu nâu dùng cho em 69 ngàn. 26 nha, màu cam đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Mấy cái màu cũng đẹp luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 26. 26 đến từ đâu ly? Lên liền cho em mã 26. Rồi. Lên một con màu đỏ, một con màu hồng nữa cho mấy chị nha, hết con. Giờ lên liền cho em mã 26 69 ngàn cho em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã 27 69 ngàn màu đỏ dùm cho em, phong đỏ dễ gì em lên cả nhà. 26 Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mã 27 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 27 phong đỏ dùm cho em. 27 dùm cho em. Rồi lên nốt luôn hết phong nha mấy chị nha, để chuyển qua váy xếp đi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 28 dùm cho em. Lên liền cho em mã 28 phong hồng. 27 đặng cho đi lên. Rồi lên liền cho em mã 28. 27 cho Thị Thư. Rồi lên liền cho em mã 28 phong hồng liền cho em. 28 69 ngàn. Cho Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mã 29 dùm cho em. 69 ngàn dùm cho em. Đầm xanh dùm cho em. Bán cái đầm này 69 ngàn. 28 Huyền Trang 667. Rồi lên liền cho em mã 29 dùm cho em. 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 29 69 ngàn dùm cho em. 29 nha cả nhà nha, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 29 69 ngàn. Bà ra này còn nữa. Bờ ra dùm cho em 49 ngàn có còn. Không biết còn hay không để đợi một chút. 29 Trương Tịnh Thủy.
rồi lên liền cho em mở bờ ra dùng cho em, không biết để còn hay không nha cả nhà nha, để còn là cân 49.000, lên liền cho em mở bờ ra 49.000, chút liền cho em mở bờ ra 49.000 có còn. Ê, em lên cho mấy chị con yến này nghe nghe dữ thương lắm không đấy. Bờ ra Nguyễn Thủy em coi còn màu không biết chị ơi, còn màu gì em. Rồi bờ ra đó em còn màu màu đen với màu reo 49.000. Đây đen reo nâu dùng cho em nhưng mà không ít nha, nên là chị nào ưng lấy thì chốt luôn. Cái bờ ra này hot lắm cả nhà ơi, mấy bà qua mấy gì luôn rồi. À vỏ lý kim ngân á cả nhà, cũng như thế này thôi mà người ta bán giá gấp 3 lần nha. Người ta bán giá như 120.000 một cái. 120 nha. Rồi lên liền cho em mặc. 28 con hồng trên Bảo Nhi. Reo nâu và đen. Reo nâu và đen dùng cho em 49.000. Rồi chị lấy thì chốt liền cho em màu đen, màu reo và màu nâu 49.000. Chị nào lấy kèm vô cho em. Đen nâu reo này còn nhiều không? Bờ đen cho An Lê. Bờ đen cho Phạm Hương. Bờ ra đi cả nhà ơi, trên này bờ đen nâu 300. Rồi cái này lên liền cho em mã xích bi dùng cho em 139.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã xích bi 139 bờ đen Kiều Hà. Chị thương cho mấy chị ơi, cái xích bi này đẹp. Bờ đen cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã xích bi 139. Lên liền cho em mã xích bi dùng cho em 139.000. Dễ thương lắm luôn nha. Rồi lên liền cho em mã xích bi size S, M, size L, mang ok. Bờ đen cho Thảo Thi Tùng. Rồi lên liền cho em mã xích bi dùng cho em 139.000. Nam đen rồi. Ở đi con. Bỏ cái Thảo Thi Tùng vào đi. Chị Thảo Thi Tùng ơi, bờ đen bé hết rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã váy tầng 179.000, lên size S, M, L dùng cho em bi 139. Bi cho cái Thiên Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã váy dùng cho em này. 179.000 lên size S, M, L dùng cho em làm tầng cho mấy triệu nha. 5 tầng luôn á. Rồi lên liền cho em mã váy tầng dùng cho em 179.000 kèm size vô mấy chị. Size S, size M, size L nha, 3 size. Mã có một ít nữa. Tầng 179 kèm size đó chú em nè. Rồi lên liền cho em mã áo phong tim dùng cho em 69.000. Rồi lên liền cho em mã phong tim dùng cho em đi cả nhà. Phong tim dùng cho em 69.000. Chúc em mã phong tim 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã phong tim 69.000. Rồi lên liền cho em phong tim 69.000 Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã váy 129, váy đen xoắn dùng cho em 129. Rồi lên liền cho em mã váy đen xoắn dùng cho em 129.000 dùng cho em. Con váy này dễ thương lắm á cả nhà ơi, ở đây nó xoắn nha và nó xếp ly cho mình nè. Con này mấy chị mặc ép không tim hết rồi. Rồi lên liền cho em mã váy đen 129 dùng cho em. Váy đen Hiền Hiền. Lên liền cho em mã váy đen dùng cho em 129.000, đẹp lắm nha, cái váy đen này đẹp lắm luôn đó. Váy đen lên cho em 129 đi ạ. Rồi lên liền mã váy đen 129 mấy chị nhỏ. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm hồng dùng cho em 139.000. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng 139. Con này lúc mấy chị mặc lên thì nó lên đây rồi nha mấy chị yêu nha. Không hỏi gì hết nó sẽ làm cái mấy chị nó nhúng ở đây cho mình. Nó mặc lên nó sẽ lên cái bụng của mình nha mấy chị yêu nha. Rồi chị lấy chốt liền cho em mã đầm hồng dùng cho em 139.000. Lên liền cho em mã váy hồng 139, váy hồng này xinh đó. Lên liền cho em váy hồng 139 đi em ạ. 139.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đầm sơ mi cam 99.000. Lên liền cho em mã đầm sơ mi cam 99.000. Bữa nay là em còn mấy tấm đầm sơ mi này là em sale luôn cho mấy chị luôn á, tại vì em không có về lại đầm sơ mi nữa cả nhà. Nhưng mấy chị nha, không bán đầm sơ mi nữa tại vì like nhiều quá rồi cả nhà ơi. Mẫu nào cũng xem like chấm tương tác lên cho em mấy chị ơi. Mẫu nào cũng bán rồi cả nhà ơi. Sơ mi cam dùng cho em 99.000 này.
Hàng linen dùng cho em có 2 túi cho mình luôn. Hàng này thường em like là hàng 139.000 ấy. Đen 129 cho Trinh Lê. Rồi lên liền cho em mã set reel. Set reel size M này, 139.000 này. Lên liền cho em mã set reel size M dùng cho em 139.000. Rồi được chứ chị Phong Lan chứ cũng được nè. Đây cả nhà ơi, size M này. Mấy chị chốt mua hàng gỗ nghe máy. Đẹp chưa? Nha, một con áo này mấy chị này. Kèm cho mình một con quần này, size M nha, 139.000. Cái set reel này đẹp lắm. Này mấy chị, may về thể thao vui nha, đẹp lắm. Lên liền cho em mã set reel 139 cho em mấy chị ơi. Set reel dùng cho em 139.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã reel 139. Set reel 139 giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã váy xanh size M dùng cho em. Xanh size M nha, tặng lốt mấy chị con này, giá là 99.000 có một con thôi. Hết rồi cả nhà. Con này là phía sau đen dây nè. Cái này bữa trước khách sĩ bảo lấy thêm mà em không có hàng nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã váy xanh 99.000. Xanh size M 99.000. Cho chị chắc cái Tiên Nguyễn Tiên Ngô khánh mới mã kèm số tự cho em chị. Rồi mã xanh đi cả nhà. Tiên Ngọc bánh mới mã kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi lên liền cho em mã phong hồng dùng cho em 59.000. Nhưng mà cái phong này đắt lắm luôn, nó không phải là giá mà 59.000 em đang like đâu. Cái này em nhập vô hàng thực tế là hàng đã làm trên 100.000 rồi. Lên liền cho em mã phong hồng dùng cho em. Phong hồng nha cả nhà nha. Phong hồng 59.000 giúp em ạ. Rồi ra đúng không ạ? Đen rồi. Rồi lên liền cho em tối nha mấy chị nha, tối lên. Hồng 59 rồi mày. Rồi lên liền cho em ạ, đen dùm cho em, bờ ra đen dùm cho em. Lên liền cho em ạ, bờ ra đen dùm cho em. Bờ ra đen nha cả nhà nha, chốt liền cho em ạ, bờ ra đen cho chị. Thầy cho chị mấy cục áo trong kệ đó, cũng cái gì là áo. Bờ đen lên giúp em 49 ngàn ạ. Lên liền cho em ạ, bờ ra đen 49 ngàn. Chốt đi cả nhà, lúc nãy chị nào không được có một gì hụt hết. Hồng có một con. Hồng có hết rồi bây giờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã. Mã này là áo 49.000, áo caro 49.000. Hồng 59 em hết rồi. Bờ đen 49.000 cho mình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em caro cổ yếm dùm cho em. 49.000 luôn. Tối đi cả nhà ơi, tối lên hàng mới nha mấy chị nha. Giờ chậm quá, hãy lên hàng hàng một cái đây mà hãy còn bán chạy luôn nè. Caro Nguyễn Nhi. Không, caro có một con. Rồi lên liền cho em mã set xanh dùng cho em 99.000, caro còn không? Không, caro đó là cái nút kia. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã sơ mi xanh, áo lộn set sơ mi xanh 99.000 nè. Quần nha, kèm cho mình một con áo sơ mi nè. Kèm cho mình một cái yếm nè. Cái set này đẹp lắm cả nhà ơi. Mùa hè với chị mặc cái vải này mặc mát á, đi du lịch này kia mang đẹp nha, 99.000. Rồi lên liền cho em ạ. Sơ mi xanh 99.000 giúp em ạ. Rồi lên liền cho em ở đầm loan dùng cho em 89.000. Rồi lên liền cho em ở đầm maxi loan 89.000. Maxi loan dùng cho em 89.000, tặng kèm cho mấy chị cái nơ dễ thương cho. Rồi lên liền cho em ở đầm loan 89.000. Thì cái đầm loan này bán. Cái đầm loan này kia dễ thương luôn. Cái này hình như là có đợt trước em có phình rồi sao. Loan cho Trần Phương. Loan liền cho em ở đầm loan. Cái maxi loan này dễ thương lắm cả nhà ơi. Loan lên giúp em 89.000 đi ạ. Còn lên liền cho em mã set caro dùm cho em nè. Lên liền cho em mã set caro dùm cho em 89.000 size M này. Rồi lên liền cho em mã set caro 89.000 size M. Cái đầm loan nó dễ thương lắm cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em set caro dùm cho em 89.000 size M quần dài này. Quần dài nha, bán cho mấy chị nguyên set quần dài mà 89.000 này. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em. Lên liền cho em màu cam nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em đi cả nhà. Đây
cầm cam 89.000. Lên liền kem mã cam dùng kem 89.000 dùng kem. Cái này mấy chị cọt cái nơ vô giữa nha mấy chị yêu nha, hoặc là mấy chị để bèo cũng được. Con này chị nào mà bầu bí bông chen này, hoặc là chị nào ưng mặc cái đầm gì mà che bụng á thì mấy chị lấy con này nha. Còn lên liền kem mã cam dùng kem 89.000. Con này phôn dĩa may lắm cả nhà ơi, chị nào bầu may cũng được nha, không bầu may cũng được luôn. Cái đầm này đẹp nè, 89.000 mà vải của nó mát lắm. Lên liền kem mã dùng kem. Vừa xem vừa chấm tương táo cho em đi mấy chị hả? Lên liền kem mã cam. Còn lên liền kem mã vàng dùng kem. Cam 89 nghìn rồi. Còn lên liền kem mã vàng 89.000. Lên liền kem mã vàng đầm dài qua gối dùng kem. Size này size cho mấy chị 52kg. Vàng 89.000. Lên liền kem mã vàng 89.000. Mấy cái này là vừa bán vừa tặng nha mấy bạn. Vàng 89.000 là giúp em hết cao mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền kem mã dùng kem. Vàng hiền hiền. Rồi cái này lên liền kem mã hồng. Cái này em có hồng và em có xanh nha. Em tặng luôn cho mấy chị 89.000 luôn. Màu hồng với màu xanh dùng cho em 89.000. Cái này dễ thương chưa? Hồng và xanh, màu xanh cô ba này đẹp lắm nè. Hồng xanh 89.000 giúp em à. Cam còn, cam có một con. Cam 89 cho phụng tăng. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh. Cái này phun Barbido nút là nút bọc luôn á. Nút bọc nha mấy chị yêu nha. Nút bọc phun Barbido xinh lắm. Phụng tăng có cam lúc nãy nè chị nha. Rồi lên liền cho em mã hồng xanh dùng cho em. Hồng xanh cho hiền hiền. Cái màu xanh đó, màu xanh đó. Còn lên liền cho em mã sách bi dùng cho em 89.000. Xanh cho hồng mai. Còn lên liền cho em mã sách bi dùng cho em 89.000 cắm bình. Còn lên liền cho em mã sách bi 89.000. Còn lên liền cho em mã bi dùng cho em 55kg đổ lạc men ok 89.000. Bi là áo Barbidol nè, xinh không? Kèm cho mình mấy chị cái quần nè, đó, túi luôn. Đó. Lên liền cho em mã bi dùng cho em. Bi 89.000. Bi lên cho em 89.000 bình thường. Rồi lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em. Váy trắng này là size S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã váy trắng size S nè, 89.000. Váy trắng này cưng lắm á, có nịch, có kèo cái đai cho mình. Váy trắng 89.000 size S. Lên liền cho em mã váy trắng 89.000 size S. Cái này bờ y bi và rồi đẹp chưa, đẹp giống cái đầm bên trước mình mới vừa ship về mới nhận sáu trăm mấy này để lên kem mấy bạn đó. Ren ren đó. Rồi lên liền cho em mã váy ren dùng kem này. Rồi lên liền cho em mã váy ren. Nhưng mà con này mới chỉ 50kg thôi nha, 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy ren 99.000. Cái váy ren này đẹp lắm mấy chị. Dài qua gối á. Dài qua gối nha mấy chị nha. Sao lúc nãy có này phụng tân ơi. Kèm cái tay nữa đẹp lắm. Váy ren. Váy ren 99.000 cho Huyền Huyền. Rồi lên liền cho em mã váy mã số 10 dùng cho em nè. Mã số 10 89.000 size M nè. Lên liền cho em mã số 10 89.000 size M. Y như cái đầm đợt trước em lai hàng 200 nè mấy chị. Tụi nó là nút bọc nha mấy chị nha. Nút bọc size M dùng cho em. Lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em. Mã số 10 là giúp em 89.000 nè. Mã số 10 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em nè. 11 dùm cho em ha, 89.000. Lên liền cho em mã 11, 89.000 lên mông dùm cho em. Lên liền cho em mã 11. Váy ren em hết rồi cả nhà ơi, mà váy ren đẹp thật sự nha. Váy ren đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Lên liền cho em mã áo len 11 Sam Nguyễn 11. Rồi lên liền cho em mã 12 dùm cho em 89.000. Lên liền cho em mã 12 89.000 size. Mấy chị con này là size S thôi nha. Lên liền cho em mã 12 89.000 size S đầm lên lên cái đầm kem này mấy chị đi biển là dễ thương lắm á.
12.89 ngàn là giúp em cho Sam Nguyễn. Còn lên liền cho em hả, 13 dùm cho em, 69 ngàn. Chị thấy có xem không, chị thấy chốt cái con áo này mặc đẹp lắm á. Lúc mấy chị mặc lên mấy chị nhìn cái tay áo nó sẽ khác nha. Cái tay áo nó sẽ khác với cái áo thun của áo thun mà áo thun kia nha. Con này là áo thun kiểu đó chứ không phải là áo thun thường đâu. Con này mấy chị mặc với lại mấy cái quần tay hay là mấy cái quần vinh này kia đẹp lắm nha. 69 ngàn. 13 giùm Nguyễn, 396. Bỏ bia của Sao Nguyễn đi. Rồi lên liền cho em mãi dùng cho em. Rồi lên liền cho em mãi dùng cho em một con đầm. Ôi ôi. Lên liền cho em mãi dùng cho em mãi mấy. 14 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mãi 14 size M dùng cho em. Cặp mấy chị con này 79 nè. 14 size M nha, 79 nè. Ồ đẹp lắm luôn á cả nhà. 14 size M dùng cho em 79 nè. 14 cho em 79 nè đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 15 dùng cho em này. Con này mấy chị mặc. Mấy chị sẽ cọt cái con này lên đây. Lên mã 14, 79 với mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Quạt của nó là sẽ vạt nhọn ở dưới này. Nha, 69 ngàn mã mấy? 15 dùng cho em, 69 ngàn con áo đen. Lên liền cho em mã 15, 69 ngàn. Áo kiểu dùng cho em. Mấy chị con chân quái đang làm mưa làm gió nha. Trời ơi. Rồi con này là size L nha, nguyên size 15 Sam Nguyễn 69. Rồi lên liền cho em mã 16, 89 ngàn, size L. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em. Con này của nó là quần nha, đẹp không? Cả nhà ơi, mua cái quần này về để dành phối đồ nha. Để dành về mấy chị mặc 16 Nguyễn Thị 89. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 17 caro này em xài 99 ngàn. Lên liền cho em mã 17 99 ngàn caro dùng cho em. 17 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 17 99 ngàn. Mấy chị ơi xem like 17 đi em 99 ngàn đi à. Váy caro mấy chị nhở. Váy caro mã 17 99 ngàn chưa em. Lên liền cho em mã 17 dùng cho em. 99 ngàn đồng caro. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em. Một con đầm sơ mi nha. Xong mà kèm cho mình cái vạt ở phía sau nữa nè mấy chị nè. Rồi tặng luôn mấy chị con này 89 ngàn. Mã 18 à. 18 dùng cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã 18. 18 nha. Hết rồi chị Hoa Trân Trân ơi. Rồi lên liền cho em mã 18. Một con đầm sơ mi này cả nhà. Kèm cho mình một cái vạt này nè. Con này đẹp lắm ấy. Nha, xả luôn mấy chị luôn. 89 ngàn. Áo em mặc hết là chị Danh Lê ha. Rồi lên liền cho em mã 18, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 19 dùng cho em nè mấy chị. Một con áo kiểu dùng cho em, cổ bèo nha. Tai tơ dùng cho em nè. Em xả luôn mấy chị con này 69 ngàn. Mã 10, 19 dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã 19 nha. 69 ngàn dùng cho em. Một con áo kiểu nè. Cái này về mấy chị mặc với lại quần tay đi làm cũng đẹp. Mặc với chân quái cũng đẹp luôn nha. Lâu rồi không có cái áo kiểu gì đẹp để làm mấy bà ơi. Đẹp chưa? À, 69 ngàn. Chờ lấy đi chút nè. Rồi một con đầm bí nè cả nhà nè. 19 là trần 69. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 20, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 20, 69 ngàn đầm kem. Ai ghét không? Cái đầm tơ, cái áo kem nó đẹp lắm mấy 20 đầm màu kem. 20 69 ngàn. Ủa chị bên này nó rác hẳn dữ sao trời ơi. Rồi lên liền cho em mã 21 cùng kem. 20 lại trần. Rồi lên liền cho em mã 21 59 ngàn quần ống su. 21 59 ngàn. Cái hồng dữ sao luôn. Rồi tới công chuyện mấy chị ơi. Phải chốt nha. Quên cái đầm này nữa thì tối lên là ok luôn đó nè. 21.59 cho Phụng Tân. 119.000 mã 22. Giờ lên sẵn không chốt cái hồi tối mấy chị ơi. Không có cái mẫu này. Màu gì lên cũng hết. Màu trắng, màu xanh, màu vàng. Màu này chưa lên nha. Màu cam này siêu trắng da luôn á. Nha cả nhà nha. Màu cam này đẹp lắm.
Còn lên liền cho em mã 22, tặng nốt mấy chị 119.000 cái đầm maxi đi biển liền đi cả nhà nha. Con này lúc mấy chị nhìn nó hở như vậy thôi chứ mấy chị mặc áo ngực đồ bình thường nha. Tại cái form của nó này mấy chị này, đây phía sau lưng của nó này mấy chị, đây nha mấy chị yêu nha. Rồi lấy chốt liền cho em mã 22 dùng chứ, 22 119.000. Hai chút cái này để đi 119. Rồi lên liền cho em mã 23 đầm maxi vàng nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 23 hàng Capitiwear dùng cho em 99.000. Rồi lên liền cho em mã 23 99.000 đầm maxi vàng dùng cho em. 22 119 cho Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này mà sáng chủ nhật mà đi dạo Hồng An chụp hình thôi luôn các bạn ơi, nhức nách luôn á. Cái đầm maxi vàng này nha, mấy cái màu này lên hình nó đẹp lắm. 22 119 cho Ngân Thu. 23 99.000 thiệt luôn á. 22 119 cho An Lê. 23 là 99.000. 2399 cho Sang Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 24. 2399 cho Huyền Huyền. Rồi lên liền cho em mã 24 dùm cho 109.000. Lên liền cho em mã 24. Tự nhiên bữa hôm trước cả nhà ơi, sáng chủ nhật bán cây xong em đi, em đi xuống Hội An em ngồi cà phê mà ngồi ngay chỗ cái đường à, ngay chỗ phố cổ á cả nhà. Thật sự luôn nhìn kiểu sao cả nhà ơi. Mấy chị ơi, tự nhiên cái ưng chủ nhật nào cũng xuống dưới đó ngồi cả nhà, kiểu thấy mọi người đi ngang, mấy chị mà đi du lịch này kia người ta mặc cái đầm này đầm kia nhìn nó xinh lắm luôn á cả nhà, thật sự luôn á nha. Em ở đây nhưng mà chưa bao giờ em đi hết trơn cả nhà ơi, lần đầu tiên em đi trước em xuống buổi sáng chủ nhật á, xuống ngồi mấy chị thấy người ta đi du lịch á, gia đình này kia, người nhà 4-5 người này kia, người ta đi chụp hình này kia, mấy chị thấy kiểu nó xôn nó đẹp sao á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hai mấy nhỉ, 24 dùng cho em xả luôn mấy chị, con này 99.000 đi. Lên liền cho em mã 24 99.000. 2499 cho Cam nha. 24 nha, 99.000. Nếu mà chị nào mà ở đây, mà chị nào mà ở xa mà chưa đi du lịch em đi thử đi cả nhà, đẹp lắm luôn, thật sự đẹp mà vui nữa. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 25 dùng cho em đi. Lên liền cho em mã 25 nha. 24 rồi chị ơi. 25 này em xả luôn 99.000 luôn. Lên liền cho em mã 25 99.000. 25 24 là 60kg đổ lại men ok. 25 này cũng 60kg luôn. 24 cho Cam la. Gì đó chưa? Hai tư với Huyền Huyền. Cái đầm vàng này xíu em mất hình nha mấy chị yêu nha. Đầm vàng này mình bán cũng nhiều luôn. Rồi lên liền cho em mã 25 dùng cho em 99.000. 25 này bầu bí bông tiên vô tư luôn á. Rồi lên liền cho em mã 25. Chốt liền cho em mã 25. Hai mươi lăm lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã 25 đi cả nhà. Không, mấy cái đầm đó mặt rộng mới đẹp chứ cả nhà. Mấy cái đầm là phom đuôi cá đó là mặt rộng quá cả nhà, mặt rộng ấy. Rồi cái này nguyên set luôn nha mấy chị ơi nha. Một con mấy chị, cái này là kiểu kiểu của nó sẽ có cái quần ở bên trong nó phối ren cho mình dễ thương đó. Kèm cho mấy chị một con sơ mi này 26 à. Rồi lên liền cho em mã 26 này, kèm cho mấy chị một con sơ mi nguyên set này em tặng mấy chị luôn 79.000. 79.000 ha. Con này là mấy chị sẽ cọt đây này, mình mặc một con áo ống bên trong cũng được. Thà mấy chị mặc mấy con áo ren như này cũng đẹp này. Xong mấy chị mặc này. Đây kèm vô cho mình nguyên set luôn, tặng luôn cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em 26 đi cả nhà. 26 nha. 79.000. 26 79.000 giúp em ạ. Lên liền cho em mã 26 đi cả nhà. 79.000. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em, size M dùng cho em 89.000. Ôi ôi Huyền Huyền lấy con đầm tơ này nè. Cái đầm tơ này đẹp lắm luôn đó. Cái này cái hãng này nè mấy chị. 2679 cho Nguyễn Thủy. Hãng này em bán từ đầu năm á cả nhà, nhưng mà tới bây giờ em tìm nó không có nữa, nó không có hàng sale nữa cả nhà. Nha. Váy tơ size M dùng cho em 89.000, con này đẹp lắm. Cái tơ của nó đã lắm cả nhà. Lên liền cho em con này mặc đi đám cưới luôn, ok la luôn. Lấy váy tơ lên mà váy tơ 89 giúp em đi ạ. Váy tơ dùng cho em 89.000. Còn lên liền cho em mã set đen dùng cho em, tặng mấy chị set đen này 99.000 nha. Set đen này là hàng 150.000 á. 150 nha mấy chị nha. Em tặng luôn cho mấy chị 99.000 luôn. Lên liền cho em mã set đen dùng cho em. Lên liền cho em mã set đen nha, 99.000.
con này chị nào 60kg đổ lại men ok, size S, size M, size L men ok nha, bộ thun với tơ cho Hương Trần. Còn lên liền cho em cái mã này là mã set đen 99.000, set đen. Cái đen Trần Mỹ Duyên. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Con này là bạn nào mà hay mặc những cái dòng mà cọt cọt cái nơ phía trước nè. Còn nơ trước nha, con này em tặng luôn với chị 59.000. Rồi lên liền cho em mã váy tím dùng cho em. Mà cái màu của nó là màu tím nhạt nhạt, có cả nhạt đẹp lắm. Lên liền cho em màu tím dùng cho em 59.000. Lên liền cho em mã tím 59.000 dùng cho em. Hết tơ rồi, còn đâu. Con xanh này là quên like thiệt. Thảo có đàn ra xem không đây? Đúng chứ hỏi chị cái... Tiếng nhạc 59.000 giúp em ạ. Đúng chứ hỏi chị cái con của gửi hình của đàn Anh Châu qua nè. Đúng trước chị có like rồi nè, màu xanh này. Bây giờ em tặng nốt cho mấy chị 89.000. Lên liền cây mã xanh, em like là hàng 139.000 đó. Nha mấy chị yêu nha. Cái con body xanh này nè. Nó S nhưng mà mấy chị 55kg, mấy chị mặc S mặc M được. Nha mấy chị yêu nha. Chào lấy chút liền cây mã body xanh dùm cây. Body xanh nha, 89.000, con này đẹp lắm, cả nhà ơi, hàng của nhà Miu Miu nè. Miu Miu nha, lên liền cho em mã xanh dùm cho em, hàng Miu Miu nha, 89.000, đẹp lắm cả nhà. Cái mẫu của đàn ăn châu á cả nhà kìa, cũng trước khách em gửi mà, em cái này em có like. Xanh cho Sa Nguyễn, 89. Rồi, cái này được 2 set, 2 set nhà NGN nha. Được cái dây dùm cho em. Rồi. Xanh cho Thúy Hứa. Rồi con này là hàng của NGN dùng cho em đi. Nha, con này dễ thương lắm luôn. Vải lên mình. Con là cái dây em để đâu vậy? Đây. Nhưng mà buồn nó chỉ còn size S thôi. S nhưng mà eo mấy chị tầm khoảng eo 68-69 đổ lại nha. Vải là vải linen dùng cho em, lớp bên trong của nó là tông, xịt tông màu luôn. Và hàng của nó là hàng NGN. Nguyên set là em sale 99.000 mấy chị lấy đi nha. Hàng em like là hàng 149.000, 150 nha. Em còn 2 set cuối cùng thôi, size S 100. Á lộn, em tặng đó mấy chị 99.000 mấy chị lấy đi hàng NGN. Và nó sẽ đan dây hai bên cho mình ha, linen dùng cho em. Rồi lấy thì chốt liền cho em mã set dùm cho em ha. Vải đẹp lắm cả nhà. Cái quần này về mấy chị tách riêng ra mặt cũng được luôn. Cái này em có up hình rồi, mấy chị kéo xuống mấy chị thấy nha. Cái mã nào cũng có hình hết rồi đó. Hàng NGN dùm cho em. Rồi lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Rồi em có cả màu kem này, màu xanh và màu kem size E, size S mấy chị. Rồi chị lấy thì chốt liền cho em màu kem dùm cho em. Rồi lấy xanh đó anh chị. Số 99 cho Ruby Phạm. Rồi cái này lên liền cho em màu kem dùm cho em hàng NGN này. Lấy hai màu mang luôn đi cả nhà. Ôi cái quần nó đẹp lắm. Hãy nói cái quần này về mấy chị có thể mấy chị mình. Em chắc chắn luôn chị nào lấy cái set này về cũng tách riêng ra mặc cái quần với cái áo khác luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Cái quần của nó rất là đẹp nha. Đây này. Đó, nguyên set cho mình luôn. Màu kem dùng kem ha. Chào lấy kem ghi kem dùng kem đi cả nhà. 99.000 hàng NGN nha. Áo đẹp, quần đẹp luôn. Đẹp lắm. Kem dùng kem 99.000. Lấy mang mấy chị hàng NGN hàng xịn á. Lên liền em mã kem đi. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng kem đi. Kem 99 cho Mai Trâm. Rồi lên liền cho em mã số 1. Kem cho Hiền Nguyễn. Hiền Nguyễn đây, đây thấy xét không à? Thì xét chưa? Xét không này chắc tới xét 99 đó. Xét 9 em có xanh với có kem kìa. Xanh rồi sớm. Hiền Nguyễn chị lấy xét kem hay xét xanh chị ơi? Xanh kem cho một lần. Rồi lên liền cho em mã tầng dùng kem đi. Rồi lên liền cho em mã set tầng dùm cho em ha. Tặng cái gì set này 89.000. Rồi lên liền cho em mã set tầng 89.000 dùm cho em. Cái set này mấy chị mua về mặc đi cà phê cà pháo đẹp. Set kem Hiền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã set tầng dùm cho em. Set tầng nha, có 2 set nè, 89.000. Lên liền cho em mã set tầng đi cả nhà, 89.000. Rồi, con này được 2 con nhà Bôn dùng cho em. Bôn nha cả nhà nha. 139.000. Lên liền cho em mã set đen 139 đi.
Lo liền cây mà sắc đen, sắc đen mấy chị mang đi chơi nè, đi tiệc nè. Đó, đẹp chưa? Phải lây nền luôn cả nhà. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em sách đen này, size của mấy chị 52kg thôi. Rồi lên liềm cho em mã sách đen dùng cho em 139.000, chị nào lấy sách đen này may nha, 139.000, chân váy có quần bên trong luôn, đẹp lắm, phải đẹp. Đen size S thôi chị Tinh ơi. Đen lấy cho em 139 ạ, size S ạ. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em váy trắng 115 dùng cho em. Rồi lên liềm cho em mã váy trắng dùng cho em 115.000. Lên liềm cho em mã váy trắng 115, sắc đen nó đẹp thật sự luôn á. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em. Lên liềm cho em mã váy trắng 115.000. Váy trắng nha, 115 hàng nhà bôn luôn. Từ này bán toàn nhà này không á, cả nhà ơi. Phải đẹp lắm. Trắng 115 giúp em cái gì nhở? Không phải lâu mà vải như thế nào, vải như thế nào đâu cả nhà ơi. Đẹp lắm. Lên liềm cho em mã trắng 115 đi cả nhà. Rồi cái này lên liềm cho em mã đầm sơ mi dùng cho em nè. Lên liềm cho em mã đầm sơ mi 59.000, có kèm đai cho mình. Rồi lên liềm cho em mã đầm sơ mi dùng cho em. Trắng 115 cho Thủy chốt. Rồi cái này lên liềm cho em mã đầm sơ mi 59.000. Lên liềm cho em mã đầm sơ mi 59.000 dùng cho em. Sơ mi lên giúp em 59.000 ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Sách đen 55 cái không vừa, sách đen nó là size S thôi em. Rồi cái này em có màu vàng với em có màu xanh nha. Chờ lấy vàng ghi vàng nè. Chờ lấy xanh ghi xanh, em tặng với chị con này 39.000. Vàng xanh 39.000 dùng cho em. Cái trắng thì như thế còn. Một con đấy mất. Không, cái trắng này gì đâu, nó có đâu rồi. Đó. Trắng 115 cho hình Thu Nhi. Sao mở này con. Nhỏ vô cái gì quá vậy? Lẽ ơi là lẽ. Con này là ế không được nha. Con này hàng nhà Miên, phải đẹp lắm. Có túi cho mình luôn nè. Có túi hai bên nha, 139.000. Lên liềm cho em mã này, mã siêu phẩm dùng cho em, 139 dùng cho em. Ai nó đẹp lắm. Và mấy chị biết cái điểm nhấn của nó là ngay chỗ nào không? Cái phía sau của nó sẽ làm cho mấy chị này. Nhưng mấy chị hiểu nha, nó làm nhúng ngay cái đường này, này. Mấy chị mặc size S, size M, size L đều mang ok hết luôn, 139.000. Đầm của nhà Minh nha mấy chị hiểu nha, 139.000. Con này mà đi du lịch mấy chị ơi, chụp hình sống ảo này kia đẹp lắm. Hoặc là chị nào bầu mang cũng được nha. Lên liềm cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em 139.000. Có con thôi cả nhà. Lên liềm cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em 139.000. Siêu phẩm màu 39 lên chúng em ạ. Rồi lên liềm cho em mã này là 139.000. Size cho mấy chị 55 cái đổ lại dùng cho em nha. Siêu phẩm như thế cho 139. Đẹp chưa không? Rồi lên liềm cho em mã số 1 dùng cho em 139 luôn. Lên liềm cho em mã số 1 xăm xăm lấy cái con mặt này nè em. Con này thở lưng nhưng mà đẹp lắm luôn hả, thề luôn á. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã số 1 dùng cho em 139.000. Con này đẹp lắm luôn á cả nhà nha. Con này cái dây mình cọt mặc lên cổ mình cọt phía sau như thế này. Đẹp lắm mấy chị. 139.000. Lên liềm cho em mã váy xăm dùng cho em 139. Liền mấy con đó mấy bạn ơi. Ở lưng chị nào mà mặc có cái áo ngực mà có dây cuốc á, hoặc là chị nào có ngực dáng ngực cũng đẹp. Váy xăm lên cho em 139 cái gì nhỉ? Rồi lên liềm cho em mã hoa dùng cho em 139 dùng cho em. Lên liềm cho em mã hoa dùng cho em 139.000. Lên liềm cho em mã váy hoa 139 dùng cho em. Rồi lên liềm cho em mã đầm hoa dùng cho em. Rồi lên liềm cho em mã đầm hoa nha cả nhà nha, 139 dùng cho em. Hoa nha mấy chị nha, 139.000. Lên liềm cho em mã váy hoa size S, size M, size L mang ok 139. Thôi vô chấm cho mình mở nha. Ê nghĩ sao cái mẫu này còn mấy chị sót ở trong cục lẻ này. Siêu phẩm dùng cho em, viết dùng cho em nha, 139.000. Thôi đi Trần. Con này đẹp thiệt sự luôn á. Ở nhà ơi, từ lúc mà em bán cái hàng này, cái biểu em mà em bán cái hàng mà thiệt luôn á mấy chị, 66 cái em xe 39.000, cái em lỗ 100.000.
Mà em nói thật luôn, cái hàng này em có lãi 5.000 hay là 10.000 em cũng thấy sướng cả nhà, tại vì nó quá là đẹp luôn. Khách nhận lên rất ghiền luôn á. Một cái đầm. Ôi nó mê gì đâu luôn mấy cái hàng này. Mặt nó đẹp. Vip dùng cho em 139.000. Vip đó nó có chung á cả nhà, ôi nó có co giãn đó, nó là hàng Vip cho Sam Nguyễn. Mấy chị nào mặc ép mặt màu ok, mà có một con thôi, hết rồi cả nhà. Đẹp vậy. Cái đầm đó cái hồi bạn mua 600.000. Ừ, 139.000 vì mặt mà sướng lắm mà ơi. Còn lên liền cho em mã đầm học xếp hồng dùm cho em. Lên liền cho em mã xếp hồng 139. Hết rồi mấy chị hả? Còn lên liền cho em mã xếp hồng dùm cho em 139.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã xếp hồng dùm cho em nhà Phi Hiếp nè cả nhà. Phi Hiếp nha. Còn lên liền cho em mã xếp hồng dùm cho em 139.000. Dễ thương cho cái áo này. Còn lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã xích hồng dùng cho em 139.000, hàng này nó đẹp lắm. Xích hồng 139 cho Sang Nguyễn. Rồi lên liền cho em, chị Thích Lê là nặng có xem không? Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em 139.000 nè. Nâu nha. Lên liền cho em mã nâu có túi cho mình nè. Rồi lên liền cho em mã đầm nâu. Đầm nâu chị nào mặc ép, mặc mờ, mặc lờ đều được hết luôn. Đẹp lắm, 139.000. Em nói là vải siêu mát luôn. Vải siêu siêu đẹp luôn ha. Rồi lên liền cho em mã đầm nâu dùm cho em 139.000 dùm cho em. Nâu 139. Được hàng nữa. Rồi lên liền cho em mã cam dùm cho em nè. Cam 139 luôn. Rồi lên liền cho em mã cam dùm cho em 139. Nâu 139 cho Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã cam dùm cho em. Được với mình về cái hàng này nó cũng đẹp, cái này đẹp hơn luôn nè. Cái đầm nâu này nè, cái vải của nó vải lên nè. Rồi lên liền cho em mã váy cam size cho mấy chị 52-53kg đổ lại men ok 139.000. Chị nào lấy con cam này mặc đi đám cưới đi, đảm bảo ai cũng khăn đẹp luôn á nha. Rồi lên liền cho em mã váy cam dùm cho em. Cam dùm cho em nha mấy chị ơi nha, 139.000, dài qua gối dùm cho em. Lên liền cho em mã cam 139, đảm bảo mặc lên ai cũng khăn đẹp luôn á nha. Lên liền cho em mã cam đi cả nhà, 139 dùm cho em. Lên liền cho em mã cam. Lấy mã cam 139 đi mấy chị ơi. Cam 139 cho Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã hồng nhà Miên dùm cho em. Hồng Miên xay mờ nha, tặng mấy chị con này 99.000. Lên liền cho em mã hồng Miên xay mờ 99.000. Mấy cái đầm này nha mấy chị nha, chị ở trong bao chưa có ủi gì mấy chị, nhưng mà tháo ra cái phun đầm của nó nhìn cũng đẹp rồi nha cả nhà nha. Hàng này là người ta làm kiểu như là có size số này kia mấy chị, có rập này kia nha mấy chị nha, nên cái đầm nó lên nó sẽ đẹp hơn những cái hàng mà người ta may mà kiểu may hàng rẻ lên đó cả nhà nha. Hồng 139 cho Sang Nguyễn. Hồng Minh dùng cho em. Hồng Minh, Hồng Minh 99.000. Rồi cái này lên liền cho em mã dim dùm cho em 99.000 luôn. Dim say mờ hàng bôn 99.000. Dim trắng dùm cho em. Lên liền cho em mã dim trắng say mờ hết rồi chị Thị Trúc ơi, màu nâu em hết rồi, màu nâu đó em có một con thôi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em này. Ờ cam còn đó nha, cam chút này nha bọn. Cam 139 cho Trần Kim. Rồi cái này lên liền cho em mã dim say mờ dùm cho em. Dim say mờ nha cả nhà nha, dim say mờ. Dim say mờ hàng bôn nè, em sale 99.000, em lỗ 30.000 cái con dim này đó cả nhà nha. Chờ lấy đi chốt liền. Lấy mở dim lên mấy chị ơi. Mấy chị ơi, con này em không nói điêu mấy chị luôn, em nhập 200 nha, mà nó còn duy nhất một con size S thôi. Nên là chị nào may, chị nào may dùa thì chốt về mặt đi đám cưới nha cả nhà nha. Cái đầm này được trước làm mưa làm gió đó cả nhà. Em dâm 99 cho Trương Cẩm Thí nha. Làm mưa làm gió được trước đó cả nhà ơi. Em xem mấy chị con này 119.000. Con này size S nhưng mà của nó mấy chị size mấy chị nào mà mặc tầm khoảng eo mà eo 68 69 nha. Size 10 nhỏ là men ok, đen 119.000. Đen 119 cho Phúc Nguyễn. Rồi cái set này em có phần rồi nè. Rồi cái set này em tặng cho mấy chị luôn ha, 119.000 luôn. Lên liền cho em mã tầng dùm cho em. Lên liền cho em mã tầng. Tầng nha cả nhà nha, tầng nốt mấy chị 119.000. Lên liền cho em mã dùm cho em này, đẹp không? Cổ của nó là cổ yếm như thế này nha cả nhà nha.
ở phía sau của nó là chung này. Quần của nó cũng chung cho mình ha, chung và nó có khó kéo bên hông luôn. Cái set này dễ mang lắm mà mang lên rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã set xanh dùng cho em đi, 119.000 hết luôn. Lên liền cho em mã set xanh đi cả nhà. Xanh nha cả nhà nha. Xanh đi cả nhà, set xanh đi cả nhà. Rồi cái này lên liền cho em mã dim hồng dùng cho em 99.000. Rồi lên liền cho em mã dim hồng 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dim hồng. Dim hồng nha cả nhà nha, 99.000. Rồi chốt liền cho em mã dim hồng đi cả nhà. Dim hồng nha mấy chị yêu nha, 99.000 dùng cho em. Dim hồng này size mờ. Size mờ có túi cho mấy chị luôn. Dim hồng này dễ thương này. Dễ quá. Lên liền cho em mã dim hồng. Hồng hồng. Dim hồng cho ông Phúc Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã nơ size mờ dùng cho em. Nơ size mờ 119.000. Lên liền cho em mã nơ size mờ dùng cho em 119.000. Cái con này cái set của nó làm răng cưa ở dưới cả nhà. Cái áo của nó cũng làm răng cưa. Xong rồi cái quần của nó cũng làm răng cưa nha. Là cái set của nó mới chị mặc lên đẹp lắm nha. Lên liền em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set nơ đi cả nhà. Lên liền cho em mã set nơ nha cả nhà nha. 119.000. Hàng này là line hàng 160 đó. Rồi, miếng nó 119 rồi Lan Hương. Cái này mà bà nào mà đi biển nha, bà nào mà ở vùng biển á thì bán được mấy đầm maxi này lấy đi cả nhà. Đầm maxi hồng nha, hàng nhà Minh nè. Em tặng nốt mấy chị con này 99 nha. Đây nha mấy chị yêu nha. Cọt, có cái dây cọt nữa nè. Rồi lên liền cho em mã maxi. Maxi hồng. Maxi hồng nha, 119.000. Rồi lên liền cho em mã đen dùm cho em nè, 139 dùm cho em. Lên liền cho em mã đen 139. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùm cho em 139.000. Đen nha, đen này chị nào mà thích mặc mấy cái hàng mà hàng của Đoàn Ăn Châu này kia mấy chị, là mấy chị lấy cái con này nè. Cái con mà phông dài mấy chị, phông dài nha mấy chị yêu nha, dài mà cái vải của nó đẹp lắm. Cái co giãn cho mình ha. Nó là 119 cho Tâm Lan. Rồi cái này lên liền cho em mã maxi đen dùng cho em ha. Đen dùng cho em nè. Nó hết rồi. Thì cái xích xanh này đẹp lắm luôn á. Đen 139 cho em ạ. Đen dùng cho em 139 nè. Đen xanh Nguyễn. Ê sao mình còn cái này đi nhỏ. Kem dùng kem này 99.000 hàng nhà Minh nè. Cái này bãi không biết sao mà nó. Xem bao dùm em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Em mới mặc lại tôi đi làm khi dắt chó. Anh đã bắt em mà vô kìa cỡ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xách kem dùng cho em 99.000 hàng nhà Minh. Rồi lên liền cho em mã váy hồng 79.000 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã váy hồng dùng cho em. Hồng nha cả nhà nha, 79.000 size M. Con này em nói thiệt mấy chị luôn á, mà em bán 79.000 á là em bán chi ăn nha, tại vì là người ta bỏ cho em nhiều quá luôn, em bán mấy đợt cả nhà ơi. Bên này hôm nay em sale cho mấy chị giá luôn á. Hồng 79 là Lan Hương. Trời ơi mà nó đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, đẹp lắm. Hồng 79.000 chốt về mang mấy chị size M nha. Cái này bà nào mà biết mấy cái nhóm mà thanh lý á cả nha, cả mấy bà chỉ cần mặc lên thôi, có hình thôi, thanh lý cũng đắt hơn hãy bán luôn á. Tại vì hàng nó đẹp lắm. Hồng 79 Sam Nguyễn. Rồi 119.000 hàng nhà Hồng. Sức kem là sức kem với 99.000. Sức kem là 99 á, Hồng Cun. Sức kem 99 hàng nhà Hồng cũng đẹp lắm, hàng nhà Hồng hồ đó chị. Đây nè, hàng nhà này 119.000. Lên liền cho em mã xô trắng dùm cho em. Lên liền cho em mã xô trắng dùm cho em. Là Hương lấy màu trắng này không nè. Đẹp lắm, hàng theo nè. Đây nha, Hải đã nhập vô hàng 130 rồi đó. 130 nha cả nhà nha. Đây nè, hàng nhà Hồng hồ thì mấy chị yên tâm nha. Những cái mát như thế này mấy chị cứ yên tâm về hàng, về chắc nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã set trắng dùm cho em 119.000. Lên liền cho em mã set trắng nha mấy chị yêu nha. Theo cho mấy chị luôn, quần cũng theo, áo cũng theo nha mấy chị yêu nha. Theo nè, bữa qua em có lai màu xanh rồi đó, bữa nay em lên cho mấy chị màu trắng nè. 119. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Trắng 119 luôn cho em đó mấy chị ạ. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em 119.000.
Kiều Lê khách mới mà kèm số điện thoại lên giúp em đi ạ. Không, cái đó là hàng hai lớp mà. Hai lớp. Hàng nó là hai lớp hết á, chị ốc tên hai lớp nha. Quần là có một cái lớp xô bên trong nữa nha. Yên tâm không mỏng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em set đen. 59.000 size M dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã set đen 59.000. Kiều Lê khách mới mã kèm số điện thoại đi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã set đen dùng cho em nè. Set đen nha cả nhà nha. 59.000 size M. Trắng 19 cho Cam La. Đen 59.000 size M. Sẽ trắng 19 cho Kiều Lê. Rồi 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã đen nhúng 99.000. Đen Đà Lan Hương 59. Rồi lên liền cho em mã đen nhúng 99.000 dùng cho em hàng nhà ES. Rồi lên liền cho em mã đen nhúng 99.000. Kim quái có quần bên trong luôn. Và về mấy chị lấy con này mấy chị mặc với lại cái nhiều thứ áo khác đẹp lắm nha. Lên liền cho em mã đen nhúng 99.000 có xét không? Đen nhũn là đen nhũn cả nhà ơi. Sao nhỏ cọt cái cục này nó đen thui đó nhỏ. Đen thui luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã caro 89.000 size M. Caro 89.000 size M, váy caro nha. Lên liền cho em mã váy caro có bất ngực luôn. Rồi lên liền cho em mã váy caro. Sẽ đen 59 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã váy caro dùng cho em. Váy caro nha, caro size M. Chụp hàng nha. Caro size M. Nó ngộ cả mà nó có hàng không? Caro 89 em. Hết hàng tao này rồi. Bữa nay em ưng xe mấy cái hàng này mấy chị ơi, có lên hàng đó. Caro cho nàng lại luôn. Caro 89 em. Ưng xe cho mấy chị mấy cái hàng đẹp đẹp này thì cho mấy chị mặc. Tại vì nó lẻ quá em cũng không có lên được ấy. Rồi cái này lên nguyên set luôn nè. Trời ơi. Kem nha, 99.000. Lên liền cho em mã set kem 99.000 dùng cho em. Con này là mấy chị cọt áo phía sau là cọt lên nha. Cổ của nó là sẽ là cổ yếm nè. Cổ yếm nha, cái set này trend lắm luôn á. Kèm cho mình cái quần này 99.000 size M. À size này size S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã set kem size S 99.000. Quần dài lúc nãy là có lên rồi, tao nhìn ở quần dài nãy còn á. Rồi cái này vàng với xanh dùm cho em. Vàng xanh nha, tối thì mấy chị hẹn. Rồi lên liền cho em mã vàng xanh 79.000, màu nào cũng đẹp á. Mấy chị nhìn cái cho em Đà Lan Hương. Nhìn cái vải là biết uy tín rồi nha. 79.000. Chị thương chưa? Vàng xanh. Ui thì như thế hồng, thế sợ nhé. Vàng xanh 79 cho Đà Lan Hương hai con. Ai vô, ai vô. Rồi lên liền cho em mã váy 139 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy 139, không ai lấy em lấy luôn. Em còn vàng hết xanh rồi bây giờ. Còn vàng không? Tới chi Hồng Phúc Nguyễn màu vàng chị ạ. Ôi chốt con này mặc mấy bà ôi 139.000 đầm maxi 139. Há quần dài này chị ơi. 139.000 set đen 139 nhưng mà có ép thôi. Ép thôi chị mang vừa không? Cái set này đẹp lắm á chị. Cái này hãy về 50 set mà hãy còn đúng một set. Cái set 139 cho Hồng Phúc Nguyễn. Một set cuối cùng nha, 139.000. Nhưng mà size S thôi, chị mặc vừa không? Lên liền cho em mã set đen 139 size S không? Đẹp lắm cả nhà ơi, cái set này đẹp, ôi là đẹp luôn á. Nhìn cái quần của nó nè, đẹp không? Lên liền cho em mã set đen dùm cho em. Set đen nha, 139.000 size S, cả nhà đẹp. Đen 139, set nó đẹp thật sự luôn. Rồi lên liền cho em mã hồng 99.000. Set đen cho Trần Mỹ Duyên. Rồi lên liền cho em mã hồng 99.000. Lên liền cho em mã hồng 99.000. Đầm hồng này cũng đẹp nè. Đầm hồng này cái điểm nhấn của nó là cái tay ấy cả nhà. Cái tay của nó mình mặc nó sẽ bồng lên nha. Bồng lên đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy hồng 99.000. Ở phía sau của nó là có khó kéo cho mình luôn. Nó làm nhúng nhưng mà nó có khó kéo là hàng nó xịn đó cả nhà. Hàng nó chuẩn ấy. Lên liền cho em mã đầm hồng 99.000. Mặc ép mặc mờ đều vừa hết luôn.
Còn chị Hồng lấy con nào về mặc đi ăn cưới đi, ăn cưới mới đẹp nha. Còn lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em nè. Váy trắng 109 nghìn. Còn lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em 109 dùng cho em. Con này mấy chị mặc đi đám cưới em nói thật luôn á nha, siêu đẹp luôn á. Còn lên liền cho em mã váy trắng. Váy trắng. Hồng xin kính chào Phúc Nguyễn. Còn lên liền cho em mã váy trắng. Nguyễn Thị chứ. Nguyễn Ngạc Diễm mà. Ở trên cái sọc đấy có một bộ 79 đó mày. Bộ lụa. Còn lên liền cho em mặc váy trắng 109 dùng cho em hàng nhà bôn. Bôn nha cả nhà nha. Này chị nào mặc S mặc M ok. Trời ơi chị ơi. Cái thế này thì làm sao đây. Size M 139 nghìn. Lên liền cho em mã số 1 139 dùng cho em. Size M nha. Số 1 139 giúp em ạ. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Em bán cái set này 139 ngàn. Thì mấy chị cứ nhận hàng đi nha. Cái giá của nó phải trên giá này mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. 139 ngàn. Nó quá là đẹp luôn. Nha mấy chị yêu nha. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số 1 size M dùng cho em. Mã 1 size M nha. 139 ngàn. Mấy chị nhìn cái quần này. Đẹp không? Cái quần của nó mấy chị nó là hai lớp như thế này nha mấy chị yêu nha. Hai lớp cả nhà. Ô cái quần của nó đẹp lắm. Nó y như cái chân váy vậy đó. Lên liền cho em mã số 1 nha, 139 nha. Số 1 sẽ trắng 139 giúp em mà cho hoa hình. Lên liền cho em mã dùm cho em. Có xét rồi cả nhà. Còn lên liền cho em mã số 2 dùng cho em 89 ngàn. Mã số 2 89 ngàn hàng của nhà Minh. Có quần bên trong nha, chân váy có quần bên trong luôn. Cái set này em thấy khách em mặc đẹp thật luôn á. Cả nhà em còn set cuối cùng nè. Em tặng cái gì 89 ngàn. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã số 2 nha, 89 ngàn. Em thấy khách em mặc cái bộ hồng này đẹp lắm nha, cả nhà nha, 89 ngàn đó. Này nhà Minh. Quần có chân váy luôn, ở quên lộn, chân váy có quần bên trong cho mình luôn mà vải nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em này, 69 ngàn hàng Quỳnh Phú dùng cho em. Tưởng cho em bị hụt cái lô áo Quỳnh Phú mà em tiếc mấy đêm ngủ không được luôn á cả nhà. Em bị em người ta chào á mà em số 200 là 89 mà điện thoại em nó bị hư á cả nhà, em không có rét tin nhắn được á, nó hết cả nhà ơi, tiếc lắm luôn á, thật sự luôn. Cái lô áo Quỳnh Phú nó đẹp lắm, 79 ngàn có rồi nhở. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 3 đi cả nhà. Mã số mấy? 3. Mã số 3 dùng cho em. Mã số 3 nha cả nhà nha, 69 ngàn. Lên liền cho em mã số 3 69 ngàn. Con này mấy chị mặc với lại quần công sở cả nhà. Hoặc là mấy chị mặc với lại cái quần mà dán baggy hoặc là quần sung cũng đẹp nha. Mà không có đóng thùng đâu, mấy chị thả cái này ra nè. Mặc cực kỳ sang chảnh luôn. Sang lắm cả nhà ơi nha. Ừ, 69 ngàn. Quỳnh Phú dùng cho em. Số 3 là cho em 69 ngàn ạ. Quỳnh Phú design dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè. Mã số 4 119 ngàn. Barbidol màu xanh dễ thương quá à. Tơi nha. Ủa chứ ai chuyển 79 mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đầm xanh dùng cho em. Mã số 4 đi cả nhà. Tặng mấy chị con này 119 ngàn. Lên liền cho em mã số 4 119 form Barbidol dùng cho em. Màu côm côm quá đẹp quá. Số 4 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 đi cả nhà. 444. Nè, cái gì quên rồi. Không có gì Phan thì Thanh Dung nha. Số 4 dùng rồi. Số 4 một người chứ. Một con à. Hóc Sơn. 4 Hồng Phúc Nguyễn. Cho em nha, còn xem không? Cái xếp này. Ủa, anh kêu là cái xếp này anh chốt rồi. Anh mặc á. Xếp đây à? Ừ. Chốt rồi, cho xếp mẹ là chốt rồi mà. Ừ, nhưng mà đây này chị còn xếp chị mặc nè. Em lấy thì báo chị nha. Xếp cho mẹ hôm trước cho mình biết nha. Đi anh đang vô à. Ai? Có nịch chị bỏ vô đây nha. Cái nịch chị bỏ vô đây nha. Nhưng mà không có cần nịch đâu. Mặc cái này đẹp vô nè. Nịch vô nó không đẹp. Cho Hóc Sơn đi. Bao nhiêu? 1, 3, 9. 139 nha. Ok Hóc Sơn nha. Rồi cái này lên váy cam dùng cho em. Ôi. Ôi. Cam đi cả nhà ơi. Tặng mấy chị con này 109 nha. Nó liềm cho em mở váy cam 109. Con này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi.
chút con này đi 50, con này mấy chị 55kg đổ lại may ok trả luôn á. Nó liền cho em mã váy cam 109.000 đi, ở nhà hàng Bôn nha. Trời ơi con này đẹp lắm nha mấy bà ơi. Lên liền cho em mã váy cam đi cả nhà, 109 luôn đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã, đi dùng cho em mã số 1 dùng cho em nè. Alo, mã số 5 đi cả nhà. Mã số 5 nha mấy triệu nha, 139 nè. Lên liền cho em mã số 5. Chào cho hình. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em đi cả nhà. Số 5 nha, 52-53 cái đổ lạc này ok, 139 nè. Lên liền cho em mã số 5, 139, con này mấy chị mặc bình thường nha, mặc áo ngực vô tư nha cả nhà nha, không có lộ gì trơn hết cọt này. Con này mặc lên đẹp lắm đó, hàng nhà Bôn luôn. Mà cái vải của nó lạ lắm cả nhà ơi, cái vải của nó này. Vải của nó đẹp nha mấy chị nha, không phải là vải trơn đâu, đẹp lắm. Năm cho Phú Nguyễn. Vải số 5 đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho em size L49 nha. Lên liền cho em mã số 6 size L dùng cho em. Chốt liền cho em mã số 6 size L. Số 6 size L dùng cho em 49 nha. 6 L dùng cho em 49 nha. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em 139 nha. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em 139 nha. Size cho em M dùng cho em 7 dùng cho em. Cái này không may lấy là em phải lấy mặt nha. Cái váy của nó đẹp lắm, cái tùng của nó xòe ra nha cả nhà. 6 cho Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em 139 nha. Rồi chị Thùy Nguyễn ơi. 7 cho cái Thiên Nguyễn. Mã số 7 nó mới vui này. Rồi lên liền cho em mã số 8 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8. Em có màu xanh với em có màu tím. Body này em tặng luôn mấy chị 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 8 59 ngàn. Màu xanh với màu, ủa lộn, màu nâu với màu tím dùng cho em. Con này giống của đàn anh trâu cả nha. Nha. Nhưng mà cái con này nó body nên là lúc mình mặc lên á thì nó mới căng ra và nó mới đẹp được nha. Thì em cầm thì nó sẽ nhún lại cả nhà, nó nhún lại nó không có đẹp đâu. Nếu mà chị nào ghiền body á thì mấy chị nên lấy con này cho này. Nha, giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em màu nâu với lại màu tím dùng cho em. Nâu với tím nha, tặng luôn mấy chị 59 ngàn. Số 8 kèm màu tím nâu 59 ngàn giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã số 9 89 ngàn. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em 89 ngàn. Tối nay đi kẻ nhà nha, tối nay em mới lên cho mấy chị. Nâu 59 ốc sơn. Hàng nhiều nha mấy chị nha. Tại vì chiều nó chậm quá nên lại chưa có dám lên hàng mối á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã váy trắng 89 ngàn. Lên con váy trắng này đi cả nhà, 89 ngàn mà đẹp lắm. Nâu 59 cho Trương Cẩm Thúy. Rồi cái này lên liền cho em mã set dùng cho em nè. Lên liền cho em mã set 139 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set 139. Không lẽ em lấy 89 cho Thủy Dương á. Không lẽ em lấy cái set này cho mấy chị ơi. Ôi cái quần này mê không. Cái sơ mi này mê chưa cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set cam dùng cho em. Sét cam nha cả nhà nha, 52 cái đổ lạc men ok, 139 ngàn, sét cam đẹp quá. Phải lên mình luôn nha, mà cái quần nó cả nhà ơi, quan trọng là cái quần của nó nha. Con sơ mi của nó nè, con sơ mi nó làm cái tay rất là đẹp luôn. Kèo lấy chút liền em mà sét cam 139 ngàn. Có liền cho em mà sét cam đi cả nhà, 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã đen xếp ly dùm cho em nè, 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xếp đen xay mồ dùm cho em. Con này xay mồ nha, con này mấy chị đi Đà Lạt á, chuẩn bị mà đi Đà Lạt nha mấy chị nha. Mấy chị mặc với áo manto hay là mặc với lại mấy con áo mà áo manto dài á, mấy chị mua cái set này về mấy chị mặc vô nha, siêu hợp luôn. Một con áo nè, cái con áo đen của nó là dáng ôm nha mấy chị nha. Xong mà kèm cho mình một con chân váy nè. Cái chân váy xếp ly này mua trên 200 ngàn rồi nha, size M dùng cho em 55 cái đổ lại này ok. Lên liền cho em mã set xếp ly dùng cho em 119 ngàn, có set thôi cả nhà. Một set thôi nha, chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set xếp ly đi cả nhà.
Rồi 69 ngàn dùm cho em đồ ngủ. Ngủ nha, cổ yếm dùm cho em. Đen, đen. Đen là sách đen ấy. Dạ sách, chân quái sách ly đúng không? Phan Thị Thanh Dung rồi. 139 ngàn. 119 ngàn. Sách sách ly 119 ngàn Phan Thị Thanh Dung. Rồi mua cái bộ này về mặt ngủ 69 ngàn. 69 ngàn mà về mà không về thôi á nha. 69 ngàn mua là về, phải nhớ tới Hải luôn nha mấy bà nha. 69 ngàn, đó, đẹp không? Có tăng đơ luôn mà tôi nói cái vải của nó mát lạnh luôn á. Mát lạnh nha mấy chịu nha, đẹp lắm. 69 ngàn thôi mấy chị. Mua về mặt ngủ nha, ở nhà cũng đẹp nha. Ra liền cho em mã dùm cho em. Ui, nhỏ, từ đi cái này đi nha. Ra liền cho em mã. Ủa sao chứ như cam la? Cái cục hoa, không, đây nè, không cái cục hoa đó. Đây nè, cục hoa, đây nè. Cái gì? Chục hàng. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em, nơ dùng cho em nè. Lên liềm cho em mã nơ dùng cho em, 79 ngàn. Lên liềm cho em mã nơ dùng cho em, 79 ngàn. Đi du lịch con này nha mấy chị ơi nha, chụp phía sau lưng của nó đẹp đó. Chụp phía sau lưng rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Mấy cái này ví dụ như mình không mặc thường ngày được đó cả nhà. Mua có 79 ngàn à, mặc đi chụp hình lên hình một lần thôi cả nhà ơi. Nha mấy chị ơi nha, siêu đẹp luôn, bỏ cung tí. 79 ngàn nha mấy chị ơi nha. Lên liềm cho em mã váy xanh 79 ngàn. Chốt liềm cho em mã váy xanh đi cả nhà, 79 ngàn dùm cho em. Chốt liềm cho em mã váy xanh 79 ngàn, dễ thương lắm cả nhà. Ô lục, đúng rồi xanh mà đúng không? Váy xanh 79 lên giúp em đi ạ. Xanh 79 ngàn. Còn lên liềm cho em mã váy nơ dùm cho em, hàng nhà bôn dùm cho em nè. Size S 119. Nơ 79 cho anh Thị Đăng Dung. Rồi lên liềm cho em mã váy đen size S 119. Đen size S hàng nhà bôn nha, cho em cái mắt. Rồi lên liềm cho em mã váy đen dùm cho em. Rồi lên liềm cho em mã váy đen size S 119. Đen pha, đen cho hoa hình. Cái xếp vàng này đẹp quá cả nhà ơi. Vàng dùng cho em 139 ngàn dùng cho em này. Hàng của nhà ND nè. Size mấy chị mặc S mặc M được luôn nha. Lên liền cho em mã xếp vàng dùng cho em 139 ngàn mà nó đẹp thật sự luôn á. Mê cái xếp này nha khách nha. Mê ôi là mê luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em xếp vàng dùng cho em 139 ngàn. Mê cái con này quá à. Đẹp chưa không? Áo là áo tầng, bây giờ có thể mặc áo kiểu được luôn. Quần mình có thể mặc với áo thun khác được luôn nè. Lên liềm cho em mã dùm cho em. Vàng ruby tròn 139. Rồi lên vàng dùm cho em. Nhỏ như đó, cái cọt là nguyên cái cục vàng vô một cục kìa đó. Rồi lên liềm cho em mã dùm cho em. Vàng 139 cho Phúc Nguyễn. Rồi cái này lên liềm cho em mã số 4 dùm cho em 139 ngàn. Lên liềm cho em mã số 4, con này mặc lên mới đẹp nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liềm cho em mã số 4, ruby trần nó lại. Rồi lên liềm cho em mã dùm cho em. Em hết cánh bát rồi. Tôi đã thò cà phê cho rồi để mà cậu. Rồi lên liềm cho em mã dùm cho em. Rồi lên liềm cho em mã váy vàng. Cái này chút mâm váy vàng nha. Váy vàng này xinh lắm cả nhà ơi, có dây cọt cho mấy chị luôn. Có tăng đơ. Tăng đơ nha mấy chị ơi nha. Và cái này là hàng của nhà Bảo Bối á cả nhà. Nhà Bảo Bối nha cả nhà nha, nổi tiếng anh hiệp luôn. Ủa đồ chỉ lấy được có mấy nhà thôi cả nhà. Giờ lấy cho mình những em mở váy vàng à. Rồi cái này lên liền cho em mã trắng dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã áo trắng kiểu dùng cho em. Áo trắng kiểu này tặng mấy chị 49 ngàn. Lên liềm cho em mã trắng kiểu 49 ngàn. Trắng kiểu dùm cho em 49 ngàn. Váy vàng. Váy vàng bao nhiêu nè? Váy vàng 139 ngàn. Váy vàng 139 ngàn ngon ngon. Rồi mấy chị, đi du lịch là phải có váy này nha. Tặng mấy chị con này là 99 ngàn lên màu dùng cho em. Em có màu mấy vàng nhìn ngân có rồi ạ. Em có màu này là màu xanh nha, với lại màu đỏ đô, đẹp lắm.
99.000 nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã váy maxi dùng cho em, lên màu nha. Màu này là màu gì? Màu này là màu gì? Màu xanh với lại màu đỏ đô dùng cho em. Màu xanh với màu đỏ đô nha, con này mặc lên đẹp lắm cả nhà. Em tặng mấy chị con này 99.000, hàng BTM này nè. Hãy nhập đắt lắm nha mấy chị yêu nha. Có những con đầm ở cả nhà, ôi siêu đắt luôn á, mà hãy sale rất là rẻ luôn. Chờ lấy chốt liền cho em màu xanh với màu đỏ đô. Trên hai màu đi, màu nào không có gì nương luôn. Xanh được đâu, 99 này. Xanh cho anh Phạm. Cái hồng đặc tụ luôn á, trời ơi. Xanh đỏ lấy hai màu mang cho em. Áo lộn hành, đẹp lắm luôn á. Rồi cái này lên liền cho em mã set mã số 1 đi cả nhà. Bỏ cái liền đó đi. Xanh đỏ hai con cho anh Phạm. Rồi lên liền cho em mã số 1 nè. Mã số 1 nha, tặng với chị cái set này luôn, đi biển ha. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùm cho em. Mã 1 đi cả nhà, ôi 89.000. Chị Phúc ơi, cần cái mạng của chị bị chậm hay sao ấy, như có cái đó ngồi đó còn không nha. Nó còn mấy cái mấy xì nó ở ngồi. Cái ngồi đi, cái ngồi đi. Một cho Trinh Đà. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùm cho em 139.000 dùm dùm cho em. Lên liền cho em mã số 2 139. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùm cho em 139.000. Để có hiểu. Cái dùm này hàng nhà Miên này cả nhà. Miên nha. Cái này mấy chị mặc S mặc M được. Chị nào mặc M á, mặc M nó sẽ ôm vô ngực rất là đẹp luôn. Con dùm này đẹp nè cả nhà. Dùm nha cả nhà nha. Dùm ống dùm cho em 139.000 có con thôi. Lên liền cho em mã dùm đi cả nhà 139. Dùm mã số 2 139 giúp em cho anh Phạm. Rồi cái này lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Mã số 4 dùng cho em 99.000. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 99.000. Mã 4 dùng cho Hải nha 99.000 có xét thôi. Lên liền cho em mã số 4 99.000. Dùm có một con mấy chị ơi. Dùm mình như còn mà giờ không biết ở đâu. Hết rồi, còn con đó rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set nâu dùng cho em 139.000. Mấy chị mua cái set này về mặc nè. Cà phê, cà pháo đi du lịch cũng đẹp luôn. Bữa nay em thấy mấy bạn đi du lịch hết nè. Toàn mặc mấy cái set như thế này không nè. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Này, đổ cái nón gì đó cả nhà nè. Lên liền cho em mã set nâu dùng cho em 139.000. Hàng của nhà Bảo Bối đó cả nhà ơi, Bảo Bối á. Lên liền cho em mã set nâu dùng cho em 139.000 dùng cho em có set thôi cả nhà. Xin ôm 139 Phước Trần. Cho em màu tím này mấy chị. Màu kem nè, màu vàng nè. Đó luôn mấy chị con này 89 nè. Còn lên màu đi cả nhà ơi. Con này đẹp lắm mấy bà ơi. Bà nào mà cao cao một chút xíu nó thiệt luôn á. Mang cái con này nhức nách nha. Rồi em có kem và em có tím và cả nhà 89 nè. Kem và tím nha mấy chị ơi nha. Chờ lấy chút đi dùm cho em. Con này đẹp lắm luôn á, 89 nè. Dạ. Hai màu cho Hạnh Phạm. Dạ. 89.000. Ủa cái điện thoại gì để đâu mất tiêu rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã set reel dùng cho em này. Set reel nha cả nhà nha, 119.000. Rồi lên liền cho em mã set reel 119 hàng nhà Minh dùng cho em. Reel dùng cho em ha, set reel mặt cười này 119.000. Hàng nhà Hờ Hờ dùng cho em. Hờ Hờ nha, lên liền cho em mã set reel. Rồi eo reo dùng cho em đi cả nhà ơi. Rồi 100.000 màu kem dùng cho em. Lên liền cho em mã váy kem. Váy kem dùng cho em ha. Hàng nhà Minh luôn 100.000 luôn. Con này được biết em có lai màu xanh rồi. Reo 119. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy kem. Reo 119 cho Phong Lan. Cái con kem này đẹp lắm nha cả nhà nha. 100.000 luôn. Lên liền cho em mã váy kem 100. Váy kem
thêm 100 cho đông hình. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã hồng dùng cho em 119 ngàn. Lên liền cho em mã hồng 119. Cái đầm hồng này xinh đấy. Thì cái đầm hồng này mặc đẹp lắm luôn á. Đầm hồng này là hàng của nhà Miên á. Nó là hàng hai lớp không mà không có bán hàng một lớp đâu cả nhà. Đẹp không? Rồi cái form này mặc lên cưng lắm. Nếu mà chị nào mà cao á thì mình có thể mặc thành áo nha. Còn lùn lùn như Hải là hãy mặc thành váy đó cả nhà. Xong hãy mặc cái quần, một cái quần váy hay là một cái quần quần mà ngắn ngắn bên trong nữa là ok luôn cả nhà. Đẹp lắm. Cái đầm hồng này xinh nha. Phía sau lưng của nó có cái bảnh nha. Lên liền cho em mã đi cả nhà. Lấy mã đầm hồng đi mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã nhún dùng cho em ha. Lên liền cho em mã đầm nhún 89 ngàn. Nhưng mà con này size F thôi. Lên liền cho em mã đầm nhún 89 ngàn. Chốt liền cho em mã đầm nhún 89 ngàn size F. F nha cả nhà nha. Chờ lấy chút em mã đầm nhún. Đầm nhún dùng cho em 89 ngàn size F. Đầm nhún nha mấy chị yêu nha. Chị lấy hồng đi, đầm hồng đó dễ thương quá. Rồi một con vàng 99 ngàn. Maxi vàng dùm cho em 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã maxi vàng 99 ngàn. Hàng BT này luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã maxi vàng dùm cho em này. Maxi vàng nha cả nhà nha. 99 ngàn. Có con thôi. Mà cái con này đẹp lắm mấy chị ơi. Con này em thấy của bạn bạn ăn trâu mà. Đầm hồng 99 cho dự nhẫn lê. Vàng 99 cho hạt phạm. Rồi cái này lên liền cho em mã kem dùm cho em 139 ngàn. Lên liền cho em mã kem dùm cho em 139 dùm cho em một con duy nhất nha. Cái vải này em nói thiệt luôn không mát, em không lấy tiền với chị luôn. Em nói thật luôn, đẹp lắm cả nhà ơi. Nhìn cái mẫu nó đơn giản nhưng mà mình mặc kiểu cảm giác của mình thoải mái nha mấy chị nha, thoải mái mấy chị. Rồi lên liền cho em mã kem dùm cho em 139 dùm cho em nè. Lên liền cho em mã kem dùm cho em 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã số 4 nha cả nhà nha. Mã số 4 dùng cho Hải đi cả nhà ơi. Tặng mấy chị con này 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 69 ngàn dùng cho Hải nè. Mã 4 nha cả nhà nha, 69 ngàn. Coi giãn cho mình. Lên liền cho em mã số 4 69 ngàn. Cho chị con phòng 6 nè mấy chị. Kem là 139. Kem 139 cho Kim Phương Nguyễn Thị. Chị Diệu Nhẫn Lê có đầm hồng rồi chị hả? Số 4. Số 4 là bao nhiêu luôn rồi? Bố này em đọc bao nhiêu cả nhà lên giá dùng cho Hải cũng không nhớ. Rồi lên liền cho em mã 8 dùng cho em. 8 nha, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã thun 8 dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã thun 8 69 ngàn dùng cho Hải. Số 4, số 9 cho Lại Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã phong xám 69 ngàn. Phong xám dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Phong xám 69 mấy chị ơi. Lên liền cho em mã phong xám 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy hoa này. Tặng mấy chị con này 59 ngàn. Lên liền cho em mã váy hoa 59 ngàn. Coi dạng cho mình này. Rồi lên liền cho em mã váy hoa đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã váy hoa. Váy hoa cả nhà nha. Váy hoa này cái bản của nó coi giãn cho mình nè. Coi giãn nha. Chờ lấy chút em mở váy hoa. Bao nhiêu quên rồi. Váy hoa đi cả nhà. 59 ngàn. Có 3 con. Váy hoa này xinh đó cả nhà. Mặc bẹt vai nha. Và nó sẽ trên gối. Nó sẽ ôm cái bụng cho mình. Nó dễ luôn á. Lên liền cho em mở váy hoa đi cả nhà. 59 ngàn. Ôi tức cực quá. Váy hoa 59 cho chị Hằng Hằng. Rồi lên liền cho em mã đầm xanh size M dùng cho em đi.
xanh size M rút dây 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xanh size M rút dây 59 ngàn. Lên liền cho em mã xanh. Rồi lên liền cho em mã váy trắng 109 size M dùng cho em. Em thích cái con đầm trắng này quá cả nhà ơi. Con này size M nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em. Váy trắng nha cả nhà nha. Váy trắng này là size M dùng cho em. M nha, 109 nè. Lên liền cho em cho chị Cam La. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy trắng 109 size M. Rồi lên liền cho em mã set xanh dùng cho em nè. Set xanh size M dùng cho em. 139 ngàn. Lên liền cho em mã set xanh size M. Chị nào lấy cái set xanh này mang nha. Rồi lên liền cho em mã set size M dùng cho em. 139 ngàn. Con này hàng đẹp lắm luôn á. Cái này là cái quần nha mấy chị yêu nha. Chứ không phải là cái chân váy đâu. Nó có quần bên trong cho mình luôn. Đây nha mấy chị yêu nha. Kèm cho mình một con áo nè. Mà em nói cái áo này nó đẹp thật sự luôn. 139 ngàn size M. Lên liền cho em mã set 139 size M dùng cho em. Cái áo nó đẹp nha mấy chị yêu nha. Tới cái quần của nó cũng đẹp nữa. Lên liền cho em mã set 139 size M dùng cho em. Ok chân quá. Rồi lên liền cho em mã chân váy dùng cho em nè. Chân váy size 29 nè cả nhà. Chân váy size 29 coi giãn nha. Tặng với chị 39 ngàn. Lên liền cho em mã chân váy 39 ngàn dùm cho em. Chân váy 39 ngàn, size 20, 29 dùm cho em. Lên liền cho em mã chân váy đi cả nhà. Chân váy 39 cho Trần Phương Liên. Con này em bị hụt mấy chị ơi, nhiều khách chốt mà em có hàng để trả mà bây giờ em tải like cho mấy chị giá đi. Cho liền cho em mã đầm vàng size S 139 dùm cho. Vàng size S 139 dùm cho. Em nói là thiệt sự cái đầm này nó rất là đẹp nha cả nhà nha. Nhìn nè, này lộ một nè cả nhà. Nhìn cái eo ha, lúc mình mặc lên nó nhú hai bên này. Con vàng này đẹp lắm cả nhà ơi. Hàng của nó là hàng nhà Minh nè mấy chị. Nhà Minh nha mấy chị yêu nha, con vàng này siêu đẹp luôn á. Lên liền cho em mã váy vàng 139. Rồi lên liền cho em mã maxi hồng 89 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã maxi hồng 89 ngàn có túi nha mấy chị. Maxi hồng có túi nha. Cái đầm vàng nó đẹp, đẹp mê luôn á trời. Và 139 cho An Lê. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Lên liền cho em mã váy hồng dùm cho em 89 ngàn. Đầm maxi hồng 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã set 34 màu xanh 99 ngàn. Lên liền cho em mã set 34 màu xanh 99 ngàn dùm cho em. Set 34 màu xanh nha 99 ngàn. Giờ lấy chút liền cho em mã set 34 màu xanh 99 ngàn dùm cho em. Set 34 nha mấy chị yêu nha. Set 34 màu xanh dùm cho em. Hồng 89 cho Kim Phương Nguyễn Thị. Rồi lên liền cho em mã set 34 dùm cho em 99 ngàn. 55 cái đũa đặt đang ok. Rồi lên liền cho em mã set vàng dùm cho em 89 ngàn. Cái chị nó set xanh đó. Vừa đi mặc. Rồi lên liền cho em mã set vàng 89 ngàn. Vàng này lúc nãy chị nào hụt không? Vàng dùm cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã set vàng. Nguyên gì chưa? Nguyên gì chưa mà chưa? Rồi lên liền cho em mã set vàng dùm cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã set vàng 89 ngàn. Hàng nhà Minh dùm cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã cam dùng cho em 99 ngàn. Cam nhà Minh luôn nha cả nhà nha. Cam Minh 99 ngàn. Lên nó cái này thôi các em xuống like nha mấy chị nha.
Hàng gặp mấy chị tối nha, tối em lên hàng mới nha cả nhà nha. Tối em lên hàng mới, mẫu mới nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã cam dùng cho em. Set cam nha, 99 ngàn hàng nhà Minh. Cái set này mang mát lắm mấy chị ơi, những cái vải này mát lắm. Lên liền cho em mã cam đi cả nhà. Cam đi mấy chị ơi. Xong hãy tắt like nha mấy chị yêu nha. Hẹn gặp mấy chị tối nha mấy chị yêu nha. Tối hãy lên hàng mới nha mấy chị. Lên hàng mới để cho khách sĩ chốt tất cả nha. Hồng rồi xong hãy tắt like nha mấy chị yêu nha. Bye bye mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị tối nha. 8 giờ hãy like nha. Bye bye mấy chị.